Cái ghi lại đi. Mình cứ lấy tờ giấy mình ghi. Cái này bao nhiêu ký được? 60 ký đi vô. Mấy chị mang rộng cho nó. Cái quần chị ghi xíu là đồ. Ở trên này em đá nhiều 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 quá. Đá con nữa mà đá cầu một. Đá trong tủ lạnh nó có đi vô. Nó bỏ trà cho đừng có đá nhiều nhiều. Nhìn có bộ này trên này. Cái điện thoại em đang nói. Anh thấy cái điện thoại em đâu không? Đây. À cho em với. Chị cái thể loại chị đó trời. 60 cái vivo á, chị mong bự mang ok. Chị mang không? À, bị không mang được đó. Nó là duyên. Chị không trao đồ nữa. Mang đồ nó như không mang ấy. Không, không mong, chồng ta không đi đồ, không có tiền. Rồi, hello cả nhà nha. Ai vô rồi? Rồi, ai Thái Nguyên rồi, chấm tương tác lên luôn Dục Nguyên nha. Thả tim, thả like, nhảy múa gì đó cho nó. Nó lên view xíu nè. Không tìm ra cái chụp hình nhất là để chỗ mô. Nó bảo rồi, lấy đâu để đấy. Để đây nó cắt cho. Cái bạn ở trời, có bao giờ phải đi tìm đấy không? Từ khi cầm cách rất tung tung ấy nhỉ. À, chưa thấy ai chấm ai gì hết. Ai được đi ai chị cuộn lại. Đi gặp nó nhào hết. Nó nhào. Thì cái chứ. Chà. Chưa thấy ai chấm ai như ai nhảy ai nhún gì hết. Đổi giùm em cái quạt nó mạnh quá. Đổi giùm em đi. Bị ẵng nữa rồi. Bị ẵng rồi. Hello chị Huỳnh Phương nha. Hello chị Huệ Kim nè. Rồi ai vô rồi tương tác lên luôn Dùng Nguyên nha. Được rồi chị, được rồi chị. Cho em cái cọc màu hồng. Cọc và màu xám. Hồng xám. Hồng và xám. Rồi nha, ai vô rồi lên luôn Dùng Nguyên nha. Sáng tặng. Nhớ chia sẻ lên luôn Dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Hồng xám lên luôn đây. Rồi lên nha. Đi nói là không bỏ đỏ rồi cuối cùng cũng có đỏ. Rồi lên cái này bán tặng trước cho chị em mình luôn nè. Cái này còn tầm khoảng 20 con. 20 con cái mã này nha. Size này chị em lấy 60 vẫn mang ok. Bán tặng nhá. Đây là chị em mình ráng mỗi chị em mình vô xem like. Chia sẻ lên luôn Dùng Nguyên nha. Xây 60 cái đổ về lên luôn Dùng Nguyên. Mã này là mã tặng hồng luôn Dùng Nguyên. Xây 60 đổ về nhá, không có tông nha chị em mình ơi. Chơi như thế này chị em mình dễ mang này. Lên luôn Dùng Mã này là mã tặng 20. Tặng 20 và xây bự nữa này. Xây 60 đổ về nhá.
20 hồng lên luôn dùng nguyên. Chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Cái này còn riêng màu hồng thì còn tầm khoảng chục con. Bán tặng luôn cho chị em mình 20k. Size 60 đổ về nhá, thun có tông nha chị em mình ơi. Đẹp thế. Bác hết rồi đây. Tầm khoảng trăm một. Ôi dễ thương à. Chốt mã tặng 20 lên luôn dùng nguyên nhá. Cảm ơn mã tặng 20 luôn dùng nguyên. Hàng em đi chưa? Chốt thêm bi bé, nếu như mà chốt đơn rồi là đi đơn rồi chị ơi. Chốt mã tặng 20 cho chị Minh Hiếu. Đâu rồi chị ơi? Ai đó hết rồi. Minh Hiếu nè. Mun Đặng Thị Mun nè. Kim Chi Hồ Thị nè. Bi bé nè, chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua. Những cái mã hàng sale thì mình chỉ lên cho những chị em mình chia sẻ thôi. Lên mã tặng 20 hồng giúp Nguyên nha. Sáng chia sẻ lên luôn dù Nguyên. Áo thun chị ơi, chị Phương Trần em ở trên đường Hoàng Văn Thái và chị Minh Phúc Nguyễn. Áo thun có tông mà phong bự nữa. Mà tặng cho chị em mình 20.000. Mà chị em mình tính toán một lượt chia sẻ thôi bỏ qua nha. Riêng cái những cái mã này chị nào không chia sẻ bỏ qua. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng mã 20k hồng. Chưa bao giờ có giá này. Cho chị Kim Loan. Áo thun chị Diệu Trâm Trần ơi. Chà chả 20k thì ai bán. Con Nguyên nó điên điên nó rồ rồ bán như vậy. Mình con này 20k thôi nha. Nên là tranh thủ lên luôn dùng nguyên mã hồng 20k. Xay 60 đổ về là chị em mình chốt ok luôn dùng nguyên mã tặng 20k hồng. Giá này bán tặng đầu like. Lên luôn dùng nguyên mã này là tặng 20k sáp. Bộ nguyên mang có chị ơi. Lên tặng 20 sáp luôn dùng nguyên toàn bộ là xay 60 đổ về thun có tông nhá. 20 sáp. Chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay với lại cho nguyên cái bao hàng xã hàng bơm ấy. Cho lên cả bao hàng xã hàng bơm luôn. Chốt lên chốt nguyên mã này là mã 20 sáp. Chị em mình nhìn nè. Cái này toàn bộ là thun có tông nhá, to dạng 4 chiều. Không phải hàng TC nhá, lưu ý luôn dù nguyên. Không phải TC, giả TC. Bí nóng nha, bán tặng ơn chị em mình 20k sám. Lên 20k sám, 20k hồng. Chị chốt lên cho chị nào chia sẻ nhá. Mỗi chị em mình vào xem like nhớ chia sẻ luôn dù nguyên nhá. Cho Tuyết Ngô sám nè. Tuyết Ngô sám nè, chị nào lấy sám, sám có ít thôi. Hồng cho chị Thu Hiền G. Hồng cho Thu Hiền G, sám đây chị nè, sám tuần này con nè. Sám chừng này con Tuyết Ngô này, Hồng Thu Hiền G này. Lên mã 20 sám luôn dùng nguyên nhá. Đúng từng này con thôi nè. Bán tặng luôn cho dễ mình 20k. Dễ mình thay vì giờ là do trang cá nhân Nguyên không chia sẻ được nhiều. Dễ mình sẽ chia sẻ về trang cá nhân. Chị nào có hội nhóm chia sẻ thêm hội nhóm luôn lên luôn dùng nguyên nhá. Tặng 20k sám luôn. Chị nào lấy mã này 20k hồng và 20k sám. Sám cho chị Kim Loan. Sám Kim Loan. Sám hồng cho chị Phạm Đông. Sám với hồng cho chị Phạm Đông. Sám hồng cho Phạm Đông là 40k này. Sám hồng Phạm Đông. Sám hồng cho Phạm Đông ơi, lên thông tin cho em đi chị ơi. Phạm Đông này. Văn Huỳnh này, lên thông tin giúp em đã nha. Phạm Đông lên hẳn thông tin ghi lại dùng nguyên nha thì. Lên hẳn thông tin trên like luôn giùm em đi. Nha, cái này cho chị Văn Huỳnh này. Còn bộ khách mới lên thông tin nha, lên thông tin. Hồng chị Kim Chi hồi chị có, Kim Chi hồi thầy có rồi, Phạm Đông có rồi. Nha, chị Ngô Thị và Ngọc Mãn không chia sẻ, em không chốt những cái mã 20k. 20k Nguyên chỉ dành cho những chị em này chia sẻ. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Lên mã 20k sám ạ. Thấy hồng đúng không? Còn 20k hồng thôi. Còn đúng 20k Owen. Còn 20k sám thôi. Cái cho cái bao hoàng xã qua. Cho cái bao hoàng xã qua đây luôn đi quý vị. Bao hoàng xã, bao hoàng bơm. Sám cho Huỳnh Phương. Sám cho chị Phạm Phạm Ngọc Hiếu. Ừ, cho lên đây luôn đi. Nguyên mới hiện bỏ lên đây này. Trời ơi, trời ơi. Đây này, ngày hôm qua cắt bom nè. Ngày hôm qua cắt bom, cắt sẵn ngày. Chứ đứng vừa đứng vừa cắt nó rất là lâu. Rồi, lên nha. Chia sẻ nha chị em mình ơi. Sáng cho chị Phạm Thị Ngọc Hiếu rồi đúng không? Ok rồi nè. Nhận hàng của shop rồi. Chắc ok rồi. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Anh nha. Ok, chị Phạm Đông có thông tin nè. Ok, chị Phạm Đông có thông tin. Rồi, lên luôn dùng nguyên. Con đầu tiên. Mã này là một mã khóc. Khóc gió nha. À, con này nó bị lỗi xíu. Bị lỗi xíu chỗ này, chị em mình về dập dùng nguyên. Con này là hàng bình thường vào mùa là đi nhập qua đã là 150 rồi. Hàng này Nguyên đang sale cho em 115 nghìn.
đây bị nhem chỗ này xíu. Khoác gió hai lớp nhưng mà toàn bộ là hàng theo xịn sò hết. Đây luôn những mã tặng khoác gió, cái này chị em mình nhìn kỹ mới thấy được thôi. Bị nhem xíu màu này thôi chị em mình nhìn. Thấy không? Toàn bộ chữ này chữ theo hết. Cái này đang sale chị em mình 115k. Nâng lên luôn cho chị em mình, mã này là mã 90. Chất mã 90. Ồ ồ cho nguyên. Chốt lên mã này là mã 90. Trời ơi, size 55 quay đầu. 55 quay đầu nha. Trời ơi. Cái vòng con này rất là đẹp luôn. Chốt mã hồi nãy mới nói xong mấy tiền. Ngày nào cũng mặc đồ của shop hết nè. Hồi nãy mới nói cái này lên chạy mình 90k. Nguyên là đi nhập vô là 150 nè. Toàn bộ theo hết, theo hết, theo hết 90k. Chốt lên mã 90. 200 đó chị. Còn nguyên cọc nó quần vàng đùi gì 200. 200. Ờ, còn 200 thôi. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã 90. Chị nào lấy mã 90 lên mã 90. Cái này lên mã áo phối. Hết cái bao này lên luôn chị em mình hàng mới nhé. Áo phối. Chốt mã tặng 10k. Quần chip nam em đang hết rồi. Lên mã phối luôn dùng nguyên nhé. Tặng 10k luôn dùng nguyên. Cái này hàng bom về nó hơi bị nhào xíu. Áo phối. Chốt mã tặng 10k lên cho những chị nào chia sẻ. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 10k luôn dùng nguyên là size chị em 60 và vẫn là thun có tông tàu nhá. 10k. 10k cho khoác cho chị Lê Thảo 90. 10k cho chị Phạm Ngọc Hiếu. 10k cho Phạm Ngọc Hiếu. Ok Phạm Ngọc Hiếu. Thì con này mà bán cho chị em mình bộ này á bao nhiêu tiền rồi? 40k đúng không? 40k, size này size tầm 40 dưới 45 đổ về là chút đẹp. Dưới 45 thôi. Lên luôn dùng mã bộ nhá. Nguyên lên luôn cho em mình bộ này luôn. 29k. 29k nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 29k. Chốt mã 29. Chị nào lấy mã 29 lên mã 29 luôn dùng nguyên nhá. 29k. Đuổi xước mà che mỏng đây thôi bó tay luôn. 29k luôn dùng nguyên nhá. Bộ 29. Chị Sương Như không chia sẻ, Nguyễn Hảo cũng không chia sẻ. Chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Lưu ý luôn dùng nguyên 29k chỉ lên cho chị nào chia sẻ thôi. Mặc đồ mới biết thêm à. Và nhảy nhót đủ kiểu rồi cô Nguyên nghe rồi. Em cảm ơn chị Mỹ Hạnh nha. Chốt mã 29k cho chị Minh Phúc Nguyễn. Minh Phúc Nguyễn 29k. Ôi trà ơi, vụ hàng công ty nào mà còn bom nữa thôi hết biết luôn ý. Cái chị em mình mang cái gì? Hàng công ty xịn sò bán cho em 119k mà còn bom về thì mang cái thứ gì nữa. Size 57kg đổ về nè. 57kg đổ về. Lên luôn cho chị em mình cái này đang sale 119k đúng không? Lên mã này là mã 105 luôn. Hàng công ty xịn sò và 57kg đổ về nha. Những cái bộ hàng công ty mà chị em mình mua gần như là bằng giá chợ mà còn bom về thì không biết là mua mang cái gì luôn ý. Chốt mã công ty luôn dùng nguyên size 57 đổ về. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này mã 105. 57 đổ về 105. Chị nào lấy mã 57 105 chốt 105 luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã 105. Ai lấy mã 105 lên mã 105 luôn dùng nguyên. Comment lên mã 105. Huyền. Huyền kiểm tra như ri thì bị cái chi? Cái quần này mà chị hôm bữa đây nè. Kéo như thế này giãn cái kiểu chi? Huyền coi thử. Huyền coi dùng nguyên đó. Bà nó hôm bữa đó mà không chịu nhận hàng đấy. Giãn cái kiểu chi? Ờ trần đè như đó mà phải là giãn. Cái này trừ tiền cho chị rồi không? Trừ tiền rồi không? Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Bởi hàng kéo như đây là chụp. Kéo như đây mà chụp. Kéo như đây chụp thì biểu cái gì không ấy. Mà không chịu nhận hàng. Bỏ tay chưa? Vô lý thiệt cái chứ. 29k vàng luôn. Size này đến 65 cái vẫn mang ok. Lên mã 29k vàng. 105 mà 64 với thành quốc không chia sẻ. Chỉ lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Còn cái chị Nguyễn Văn ơi. Riêng đùi 58 không vui. Cái này 55 đổ về. 55 đổ về 60k luôn. 29. 29 với điện cần. Cái gì đây thấy chị Dung Đoàn ơi. Thế em không đang like lại gì nữa. 60k xây 55 quay đầu. Xây 55 quay đầu. Chốt mã 6. 60k. Lên mã 60k luôn dùng. Trời ơi. Đây. ICM rồi. XL.
Ai dặn thì Nguyễn Tâm dặn, nhưng mà là size M đúng không? Chỉ chờ người bơm nhiều, đâu có bơm bơm cái mã này đâu. Rồi size XL đến 65kg vẫn mang ok. 105 chỉ dành cho những riêng cái bao này này, nguyên xả hết bao này, nguyên chỉ lên cho những chị nào chia sẻ. Chị nào không chia sẻ không chốt nha. Rồi lên luôn cho chị em mình mã này 60, chị bỏ chút liêu không chia sẻ. 29 vàng hết rồi. Riêng chị Sương Như cũng chia sẻ. Chỉ lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Rồi lên luôn này. Uống đang mang là lẫn chợ. Trời ơi con này. Size 65 ký chị em mình vẫn mang ok luôn. Lên luôn những mã này là mã 65 luôn. Chốt mã 65 nhé. Hàng này hàng xịn sò này. Khách nhà nguyên dạng nhiều lắm, bảo là ai bom. Sai thì là chưa, nhưng mà đâu có sai đâu. Hàng này hàng xịn sò nha. 65 này, chốt mã 65 lên luôn dùng nguyên này. Lên mã 65 này. Rồi cái bộ này á, size gì đây? Bộ này là size 55 đổ về nè. Bộ trái cây, chốt mã trái cây luôn dùng nguyên 29k luôn. 55 đổ về nha. Chốt mã trái cây 29. Chị nào lấy trái cây chị lên cho những chị nào chia sẻ. Comment lên mã trái cây 29. Chị nào lấy mã trái cây 29, chốt mã trái cây 29 luôn dùng nguyên nhé. Lên mã trái cây 29k. Rồi lên luôn dùng mã dây 49k lên luôn chị em mình. Hàng này là hàng sale 59k nè. Tặng 49k rồi đúng không? Xoay 55 quay đầu. Chốt mã 45, bộ 45. Chị nào lấy bộ 45 lên bộ 45. Bộ 45 nha. Từ từ em hôm tê sao không bỏ trái cây cho chị Trần Kim Hồng. Trần Kim Hồng, chị ơi chốt đơn sao chị không báo. Trần Kim Hồng, bộ 45 cho chị Nga Võ. Nga Võ, chốt đơn chị báo giùm em chứ. Trời ơi con nè, xe đến 70kg vẫn mang ok, 75kg vẫn mang ok. Chốt mã 59k luôn, 55k luôn. Lên mã 55. Chị có áo nấy. Ai cái chị tắt máy của ai? Ồ, ghi kìa. Trái cây chốt rồi mà. 39 hả? 29k. Trần Kim Hồng á. Ok, lên mã áo nam. Cho chị Nguyễn, không phải. Cho chị Minh Kim Phạm. Minh Kim Phạm. Ok, Minh Kim Phạm. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Comment lon dùng nguyên nhé. Tặng 49k. Lên luôn cho em mình mã 40, cái này hàng vẫn đang còn. Lon này mà chị em mình nhìn xét nét. Phần nào nó ra phần mấy, không phải nhem nhem nhúc nhúc đâu. Nhá, hàng xịn sò luôn cho chị em mình lấy 65kg. Lên luôn dùng mã tặng lon 40. Hai con thôi. 555 em hết nha. Áo khoác cái mã nào chị Hòa Hương Trần ơi. Hello chị Trang Thùy nè. Lon cho chị Hình Phương nè. Lon cho chị lộn, Hình Phương không được nhá, cho chị Bi Bé ở trên. Bi Bé nè, Nguyệt Ánh Nguyễn nhá, Hình Phương sau nha. Bi Bé và Nguyệt Ánh Nguyễn nè. Bi Bé và Nguyệt Ánh Nguyễn. Trời ơi, bộ Thái, bộ Thái, bộ Thái. Lên luôn dùng mã Thái, luôn dùng nguyên size 60 độ về, 70k luôn. Lên mã Thái luôn dùng nguyên nhá. 70k Thái, trời ơi, size 60 là mang ok. Chốt mã Thái 40k chị. Lên Thái luôn dùng nguyên, bán tặng cho chị mình 70k. Chốt lên luôn cho chị em mình 70k. Rồi lên mã quần giãn chéo. Size chị em mình 52 quay đầu. 52 quay đầu giãn chéo nhé. Size S lên giãn chéo luôn dùng nguyên tặng 35k luôn cho nó sốc. Chịu tiền bom, tiền vận chuyển đi, tiền hoàn về. Xong giờ xả luôn 35k. 35k nhé. Lên luôn dùng mã giãn chéo 35. Giãn chéo 35. Thái chị lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Phương Trần lấy cái gì ta? Chị Nguyễn Thanh Thủy, chị Hiền Vy không chia sẻ, không chốt mã Thái. Thái cho Thu Nguyễn này. Thái cho chị Thu Nguyễn. Từ từ, Thu Nguyễn này là Thu Nguyễn nào đó nè. Huyền kiểm tra dùng nguyên Thu Nguyễn này, phải Thu Nguyễn gái lấy không? Huyền kiểm tra dùng nguyên phải Thu Nguyễn gái lấy nhá. Vì là Nguyễn thấy là riêng không biết là chị Thu Nguyễn nào, nhưng mà hôm vừa rồi xả đến 3 đơn. Hôm vừa rồi xả đến 3 đơn. Đây này, chip nam đây chị em mình nè. Chip nam đây nè. Quần này là 35 rồi. Quần 35. Chip nam size nè, size 65. 35 70. Mang ok luôn. Chip nam, lên luôn dùng mã hộp chip đi. Hộp chip nam nè, kéo cho em mình xem nè. Chốt mã chip nam luôn dùng nguyên nhá. 3 cái thôi. À, 3 cái hộp, 3 cái đang size 65k đúng không? Lên luôn dùng nguyên mã này là mã 55k. Trời ơi. 55k, cái này đang size 65k nè. Đấy, lên mã 55 nhá. Chốt mã chip 55. Comment lên chip 55 luôn dùng hết. Hello chị
chip 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 lo hết rồi nhá. Nguyễn Diệu. Nguyễn Diệu, ok chị. Hello chị Hà Nguyễn nhé. Ai làm em hết. Thấy chị Tiên Sunny nhé. Dặn chéo nguyên hết rồi. Kiểm tra ở chị Thu Nguyễn đó, phải chị Thu Nguyễn cái nhà không nhá? Không phải đúng không? Rồi ok. Chứ cứ bảo gái nhà nguyên xả ba đơn rồi. Sợ rồi. Sợ rồi. Hàng bom 45 đúng không? 55 chị. À cái gì đó? Bộ thông thoại này. Trời ơi chị, 70k. Thái thì có khi nào ấy giá đó trời. Xe 62 đổ về. XL luôn dùng đi. Chết hết rồi. 45k luôn. 45k. À cái này nó đúng rồi, cái này nó bị lỗi xíu. Tặng luôn. Cái này bị lỗi xíu chỗ nào nè. Tặng luôn cái trẻ mình bộ này 30k luôn. Nguyên bộ rồi nhá. Đây này bị lỗi xíu chỗ nào. Nha, lên luôn những mã lỗi dùng nguyên đây bị chấm xíu chỗ này. 30 hồi nãy nói mấy 30 lỗi 30, chút mã lỗi 30 luôn dùng nguyên nhá, bị chấm xíu cái nách thôi. À cái phần trên thôi. 30 luôn dùng nguyên. Cho chị Yến Trần 30 này. Cho chị Yến Trần 30 này. Cho chị Yến Trần 30 này. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cả sát nách này. Sát nách luôn dùng nguyên này. Lên combo đi. Sát nách nha. À không, hai sai đúng rồi. Lên luôn dùng mã nách luôn dùng nguyên. Xay 60 đổ về. Chốt mã 80. Quên. Thôi 80 lỡ 80 rồi. Hai bộ luôn. Đã như thế này rồi còn bom nữa. Hai bộ luôn, sát nách nhá. Lên luôn cho trẻ mình luôn giá 80k hai bộ, chốt mã 80. Trời ơi, hồi nãy bộ này sale giá mấy chị? Trời ơi. 45k đi. 45k bộ dây vàng. Comment mã dây vàng 45 nha. 80 kìa, 80 cho ai kìa. 80 cho chị Nguyễn Ánh Mơ. Nguyễn Ánh Mơ 80. Chốt mã 45. 80 em hết nha. Comment mã bộ 45. Size 55 quay đầu. Trời ơi, 45 và size 55 quay đầu luôn giúp Nguyên nhá. Chị nào lấy mã này lên chốt mã bộ 45k bộ. Chị nào lấy vàng 45 lên vàng 45. Còn bộ này còn xả thì thôi hết. Còn bông thì thôi hết nắc luôn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái bộ này. Ăn cho heo con này. À cho bích nga ngủ chứ. Nhưng mà những cái này chị để ai chia sẻ ra chốt nhá. Bộ này 39k luôn. Hàng này 60kg vậy mình vẫn mang ok. 60kg vẫn mang ok. Chốt mã 39 đi. Comment mã vàng 39. Chị nào lấy vàng 39 lên vàng 39. Chốt lên mã vàng 39. Chốt mã 20 xe 55 quay đầu. Lên mã 20 nhá. Nam 20. 55 quay đầu là chị em mình chốt ok. Nam 20k, chị nào lấy nam 20 lên nam 20 luôn dùng nguyên nhá. Nam 20, bộ vàng 39. Bộ vàng 39 nhá. Nam là 20k, chị nào lấy nam lên nam. 39 cho Hồng Nhung. Cho chị Hồng Nhung. Đây 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 đây, cái này phải sơ mở. Ôi chà. Chứ ai ấy? Ai dặn? Nguyễn Trâm à. Đưa cho Nguyễn Trâm đi chị. Nguyễn Trâm. Áo nam 20. Trời ơi. Lỡ rồi che lét luôn. Sát nách. Size 2XL là size 60-62. Lên mã 45. Chốt mã 45, sắc nát xanh. Áo cho Minh Thiên Phạm. Chị ơi, chị Bảo Bình này chị không chia sẻ, không chốt cái này chị ơi. Những cái mã hàng bom thì em chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Chị Bảo Bình rất tin nhá, nhà em đã chốt đơn rồi. 45 cho chị Sinh Phan. 45 cho Sinh Phan. 45 cho Sinh Phan. Hả? Cho em. Rồi lên luôn dựng 45 xám. 45 xám luôn. Trời ơi bán tiếp lắm luôn ý. 45 xám và sai chị em à. Quên trai các anh nam nào 62 đổ về. Sinh fan chị. Sinh fan 45. Rồi 45 xám. 45 xám. 45 xám cho chị à. Hồng Nhung 45 cho chị Hồng hả? Nào đây rồi. Rồi ok bỏ đó chơi. Trời ơi dán bom. Dán bom. Xe 55 quay đầu. Dán bom xe 55 quay đầu. Hàng này á, hàng người ta bán 89k nè. Con xe 69k rồi. Cái này lên chị em mình 59k. Ai nhanh tay có dán bom nhé. Còn bộ là hàng bom nè. Nên là Nguyên chỉ lên cho những chị nào chia sẻ. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Lên mãi dán bom. Ở quần tomboy đấy. Quần tomboy đấy. À chưa à, chị Xương Thu chưa đi phải không? Chưa đi chị Xương Thu ơi. Mã Thái luôn dùng nguyên nè. Trời ơi 1, 2, 3, 4, 5 à, không
không chọn màu đi. Bóng bon cho Nguyễn Diệu. 1, 2, 3, 4, 5. Đùi hết đúng không? Đùi hết đúng không? Bóng bon này bao nhiêu? 59k. Nghe giá thì mày em nghe. Cho mình lộn giá nữa. Lộn giá. Bộ này bộ 85. Cái này hàng khách đổi nè. Cái này chị em mình về chịu khó nha. Cái này bị chấm chấm xíu nha, bán đặng luôn cho chị em mình bộ nè. Bị chấm chấm xíu, lên luôn dừng mã chấm đi. Giặt dùng Nguyên nhá. Xây 60 đổ về, bộ này đang lên 85. Nguyên lên luôn cho chị em mình là 60k. Chút mã chấm luôn dùng Nguyên nè. Đây cái này chị em mình về giặt dùng Nguyên là được. Bị vài chấm nhá. Lên luôn dùng mã chấm đi. 60 nhá, chút mã chấm 60 luôn dùm em. Chấm 60 nè, chấm 60 nè. Rồi tiếp luôn dùng cái này đùi. Đùi Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn nè. 69k hồng luôn. Xây 60, hàng này toàn bộ hàng cốt Trung Thái mà là hàng bô nha, lên luôn cho trẻ mình 60k luôn dùng Nguyên nha. Quên lộ 69k lộ 69 hồng. Xây 60 đổ về 69 hồng. Chị nào lấy 69 hồng. Trời ơi bộ chữ này, bộ chữ lửng nè 75k. Trời ơi chữ lửng này không tìm ra hàng. Chị nào lấy 69 hồng, lên 69 hồng một cốt Trung Thái. À, Nguyệt Ánh Nguyễn. Nguyệt Ánh Nguyễn à. Ok. Chị ơi chị Xuân Thu hình như là chưa đi đơn ấy. Rồi lên luôn Nguyễn. Chưa đi không? Xã ai đang vứt ra đó. Xuân Thu còn đây đó. Thế lên luôn cho chị em mình mã này bao nhiêu tiền quên mất tiêu rồi. 75.000. Chốt mã chữ xanh 75 hàng lửng nhá. Chữ xanh 75 và size 60 chị em mình mang ok hết. Bộ này là bộ cốt Trung Thái nhưng mà cái họa tiết này không còn hàng đâu. Khách rất là ưa cái họa tiết này nè. Size 60 đổ về. Nguyên lên luôn chị em mình 75. 75. 75 rồi còn hai bộ đùi lên luôn chị em mình 69. 69 xanh, 69 xám. 69 xanh và 69 xám. Bộ này để tối. Bộ này để tối lên. Tối là. 75 cho có 71 bộ thôi. 71 bộ. 60 69 xanh, 69 xám cho chị Hiền Vy. 69 xám cho Hiền Vy. Rồi 69 xanh luôn dù Nguyên nhá. Comment lên mã 69 xanh. 69 xanh. Ai lấy 69 xanh lên 69 xanh luôn dù Nguyên nhá. 69 xanh cho chị Nguyễn Thị Thạch Thảo. Nguyễn Thị Thạch Thảo thì còn bao nhiêu hết rồi đâu. Còn mà mấy cái đó, 5x màu hết mà. Nguyễn Thị Thạch Thảo đâu có sợ nổi đâu. Rồi lên luôn cho chị em mình mã này là mã tặng mẹ. Tặng mẹ luôn dùng Nguyên nhá. Ráng chia sẻ dùng Nguyên cho chị em mình thôi. Tặng mẹ sai gì đây. Sai 60 đổ về. Chốt mã 50 2 bộ luôn. Trời ơi chúng ta sốc. 50k 2 bộ. Bộ này dòng bộ thun lạnh nhá. Sai 60 đổ về. Một xanh một xám. Cái này là hàng nguyên sale 39k này. 39k là 40, 40, 80, 80 là lên luôn cho chị em mình là 50k 2 bộ luôn cho nó sốc. Lên luôn dựng mã mẹ. Lên mã mẹ luôn dùng Nguyên 50k. Rồi ok. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con nè. Trời ơi đùi 4 nút V52 quay đầu 49k thì chị em mình nghĩ còn giá sale không. Hàng mà hàng 69 lên 49 thì nghĩ còn giá sale không. Lên bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn 43.000. Chất mã 43. Chị đang vừa à, xây lờ. Xây 52 quay đầu, chất mã 4 nút, xây 52 quay đầu. 4 nút xây 52 quay đầu. Con này hàng 49k. Chất mã sung, caro, giờ tinh tinh nó thích mang rộng rộng sung sung như thế này. Xây dành cho chị em mình 55, 57 đổ về. 55, 57 đổ về. Chốt lên luôn, dùng nguyên cái mã này, comment mã 30k caro. 30k caro, nghĩ ra không ấy chứ. 30k caro và size 55 57 đổ về size L. Rồi nha. Chốt mã caro luôn dùng Nguyên. Đùi hết rồi chị Hằng Gia ơi, cái này mình chỉ lên cho những chị nào chia sẻ nhé. Thì là cái cọc này, riêng hết cái cọc này. Chốt mã 30 cho chị Văn Huỳnh. 30 cho Văn Huỳnh. 30 cho Văn Huỳnh. Con này á hàng size 57 đổ về. Chốt mã đuổi nha. Tặng 39k luôn. Quần dài nhá, 39k đuổi. Chị nào lấy 39k đuổi. Mã này là mã 90 nè. Mã này là mã 90, bộ hàng công ty của bé nè. Mã 90 dùng Nguyên nhá. Size cho bé nhà mình 30kg đổ về. Hàng này hàng 169.000. Hàng 169.000. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 79.
hàng bom nhé, còn bình thường không bán giá này. Bộ này đang lên 90k này, lên mã 79, size cho bé nhà mình 30kg đổ về hàng 169.000 bộ này. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng bé, tặng bé luôn dùng nguyên nhá, mua lên luôn cho dễ mình 79k. Mẹ 50 em hết rồi. Ai chị? Chị Vi lúc kia lên sau đâu có thấy đâu. Hàng thứ có cái chứ mấy. Rồi lên luôn những mã tặng bé. Rồi bộ lanh này luôn, size này dành cho chị em mình nè. Bé trong Nguyễn Diệu 50 độ về, chốt mã lanh 39k. Nghĩ không ra luôn, hàng hàng 63.000. Hàng này là hàng 63.000, còn bom này 39k nốt luôn lanh, 39 lanh, chị nào lấy lanh lên lanh. Gu này, gu 69k này, gu 69 và size 52 quay đầu, lên mã 60. Con này là quần đuổi gu này, hàng nhà nguyên là chạy luôn cho trẻ mình là đuổi xước nha, đuổi xước nha, lên luôn cho trẻ mình mã 60. Comment lên mã 60, chị nào lấy mã 60 lên mã 60, chốt lên mã 60 luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy mã 60 lên mã 60 luôn dùng nguyên, lên mã 60 bất cái này ra nữa gì nữa, mã 60 rồi lên luôn những mã CS hết, còn ở này là CS hết, ba con là CS, ba con CS C50 quay đầu, C50 quay đầu, C50 quay đầu nha. Con này là quần xước công sở, không phải là Vitesse, xịn hơn Vitesse nha. C50 quay đầu lên luôn dùng mã ngố, ba con ngố lên bán tặng luôn thì em mình mỗi chị một con luôn, mã 40, mã 40 xanh reo màu gạch và màu tím 40k nhé. Con này là dạng phông ngố và chất của nó là chất xước công sở nhé. Lên mã ở đâu là chị, cái đóng quần hồi nãy chị đang là cho em đâu rồi. Ba đuổi cho Mai Thanh 73 răng 73. Răng tính lại thử, tính có 71 73 24 cục qua 40 cục qua cả mẫu hai con 55 kg. 55 kg không vừa chị Hoàng Thúy ơi. Size S hết mà, size dưới 50 thôi, size dưới 50 nha. Rồi tiếp luôn cho chị em mình cái này để chị em mình hóng cái này. Còn kia là có cái chi canh hả? Hồi sáng có cái chi canh dạng quần bế mà em thấy trăm à? Cái chi canh à. Trăm phút thôi là chi đó. Để chị mở tin nhắn là trăm phút thì cũng... Nhận cái quần đi đúng không? Dạ, nhận hàng về đẹp quá đúng không tí? Size L. Quần này chị đang mang size L đúng không? Chị nói là chặt mông. Chị 60, mông bự quá chị. Phương Trần không được ha, nó chúng ta Phương Trần không được á. Con này bữa em xe giá mấy chị Hè? 49 à? 49. Trời ơi, lên phone nè, mang thử cho chị em mình cái phone quần này. Không phải là chắc vi tét nha, thường người ta chạy cái mã này là chắc vi tét, nó không có giãn. Con này mà người ta chạy vi tét là nó không có giãn đâu. Toàn bộ cái này lên luôn cho chị em mình gần giống như U10, mang chị thể loại chị đi trời. Gần như là U10. Lên phone cực kỳ đẹp con này luôn nhá. Và hàng giả chứ không phải hàng thô đây chị em mình nhìn phô quần này. Phô quần này. Đẹp chưa? Mà trong không quần ngố. Rồi lên luôn cho chị em mình mã này 49k kèm size. Size này dành cho chị em mình này. Có một con size 52 quay đầu. Con này mang size nhỏ nhất là size 52 quay đầu. Và còn toàn bộ là size 60 quay đầu. Lên mã này là mã 4. Ờ đây, đây có size này. Đó. Sao lên lên thấy màu trắng đi, chờ phôm Vương mang ở trong con quần ngố nữa nha. Đây, cuộn lên. Trẻ mình nhìn phôm đây, Vương mang rộng lắm. Cái này 55 cái trẻ em vẫn mang được luôn thì giảm giảm gì. Cái em CS là được rồi. Bữa nó để dợi, để chừa cho em con CS nè chị ta. Chừa cho em đi. Rồi lên luôn Vương mã này, kèm size nhá. Xương thu kèm size bạn. Xương thu à, xương thu CM này thôi nè. Xương thu CM này. Chị cho xương thu một con. Xương thu một con. Đây này, đây đây CM này cho Sương Thu này. M cho Sương Thu này. CM cho chị Dung Đoàn. M cho Dung Đoàn. M Dung Đoàn. Cho chị Lê Hương này. Cho chị Lê Hương này. Lê Hương này. 49k thôi, nên là chị em mình tranh thủ nha. À, 49k. Hàng ví dụ như ở ngoài á, cho chị trắng CL cho Mai Cỏ. L cho Mai Cỏ. L cho Mai Cỏ. Eo mẫu mà em à, em 70. Ánh mơ là size 60, size L. Nhưng mà con này nó giảm 58, 58 nó size L thôi cho chị Anh Lai Lương. Anh Lai Lương. Rồi nhá, còn mấy con 49k. Size lớn nhất hết rồi. Mai cỏ có rồi. Còn size L hai con, 1M 1L, chị em mình thấy không?
Phương mang size M nó rộng lắm. Vì quần này nó giãn nhiều. Mùn đặng 49M. Rồi còn size này 57-58 đổ về. 57-58 đổ về nhé. Còn một con size L thôi là hết 49k con này. 46kg à, 46kg rộng. Hết rồi nhá, còn mỗi con size L thôi. Xây L cho Hữu Nguyễn Mai Nguyễn à. Không chia sẻ. Bác Nguyễn, Hữu Nguyễn Mai Nguyễn. Rồi tiếp luôn cho trẻ mình mã này. Ô cọc này. Cọc này toàn là U12 chị, à, chị ái chị pha rồi nhưng mà không có xíu đá mà hết trơn ý. Có xíu đá đây, có cọc đấy. Con kêu hết đá rồi. Là hết luôn rồi. Trời ơi. Mì này là mì đây đỏ nha. Con này là mì đây đỏ xay trẻ mình 57kg quay đầu. Con này bị tụt cái đai rồi. Trẻ mình về cắt hẳn cái đai này ra luôn đi. Mì đây đỏ nó xịn hơn U12. Xay 55 quay đầu. Lên mã 49k. Trời ơi. Ai mà bảo trừ luôn ấy. Thế. Nhưng mà đã nhận hàng về chưa? Mới gửi lại hồi sáng mà làm sao ấy, nó chỉ chờ đợi đợi khi nào hàng về rồi đi đâu. Rồi lên luôn những mã này 49 đai đỏ luôn dùng nguyên nhá, tiện hơn U12. 49.000 luôn. Lên mã đai đỏ nha. L. L cho mình có. Size 2XL đấy nhưng mà 57 58 thôi. Được nhé chị Phạm Đông ơi. Chưa chị Nguyễn Trâm chưa nha. Chưa nha. Tiếp luôn cho trẻ mình con này. Cái này đang còn lộn xộn. Quần dài dạng dài công sở nhé, tây mờ hàng Quảng Châu ở 52kg quay đầu. Kẹo mà nhìn form đi, con này giờ bán 49k thì như thế nào nha. Lên luôn dựng mã này là mã công sở luôn dùng nguyên chất đó để dành cho Nguyên cái. Rồi lên luôn dựng mã này giờ 49 xay dành cho chị em mà 52 quay đầu là chị em chúc đẹp. Năm XL 60kg được không? Không, cái này 57-58 thôi. 57-58 là size L đấy chị. Size 2XL đấy chị. Cứ lên ai 57-58 thì chốt. Đai đỏ. Cái này đai đỏ đó, công sở là chị Hồng Nhung nè. Nhận hàng khi sáng hàng ok chị nha. Rồi em cảm ơn chị Thanh Trúc nhé. Đai đỏ cho chị Nguyễn Diệu kìa. Đai đỏ chị Nguyễn Diệu, công sở em hết nhé. Công sở em hết. Hàng này giờ nó lễ ra con, hai con bán tặng hết. Bán tặng hết. Trời ơi, xây gì đây? Xây M52 quay đầu. M52 quay đầu, chút mã 45 luôn. 52 quay đầu, chút mã 45. 45M. Mã này 45M. 45M. Thì nào lấy 45M, lên 45M luôn dùng nguyên nhé. 45M. Con này xây nhỏ này, xây 50 quay đầu. Những con dòng U10 hàng này là Nguyên có biết bao nhiêu con. Đây chị em mà nhìn. Lên mã 45M luôn. Con này 49. 45 cho à, Liên Hoàng. 49 chứ. 49 không lấy bằng bán 49 hả? Bán hồi lộn giá. Lên luôn dựng mã này là mã chữ đi. Con này là U12. Size 50 quay đầu, trước mã 45. Con này có 45 mình dài. 45 mai cỏ này. Quần dài mua. 49.000. Con này cho mai cỏ 45. Mai cỏ 45, còn chủ yếu là size nhỏ này là bán tặng hết luôn cho trẻ mình luôn. Còn 45 thôi. Rồi từ nãy giờ bán 49. Kệ em đọc cái gì ghi ra đây. Cái này dạng đuổi nhưng mà là đuổi nhăn á chị em mình nè. Hàng này hot girl nó bán gì em mình trăm mấy nè. Cái này nhiều shop nó giờ nó mới có hàng. Hàng bán đã lẻ ra rồi. Nguyên lên luôn cho chị em mình con này luôn. Con này là chắc của nó là đuổi nhăn nhá. Lên luôn chị em mình con này 4. Không bán 4, 39.000 luôn. Size 52 quay đầu, trước mã đen 39. Comment lên đen 39. Quần đó bạn xứng lắm. Na Trần chị mới nhận áo gia đình. Không nghĩ 40k mà vải đẹp vậy luôn hả? Rồi ok Na Trần. Chữ kìa chữ chút rồi đúng không? Rồi lên luôn những mã đuổi nhăn này. 39 cho chị Thanh Trúc. 39 cho chị Thanh Trúc. 39 cho chị Thanh Trúc. Áo gì ta? Áo ba lỗ nguyên về thêm rồi nha. Trời ơi mã xung. Áo ba lỗ nguyên về thêm rồi nha. Đây. Hôm bữa ai? Ai lên nhà mà cứ đi sụp nhà Nguyên mà bị đi sụp hàng là rất là khó. Nhà Nguyên đâu có treo đâu.
Rồi đây luôn những mã này là mã sung coi này, chắc đuổi nhá. Sung chắc đuổi. Size này, xé nhưng mà 52 ký quay đời chị em mình mau ok. Phía sau của nó là lưng thun giãn nè. Mông to quá bỏ qua đi. Rồi lên luôn những mã gạch 45k luôn. Trời ơi mua con này 45k. Nghĩ ra không? 52 quay đầu. Chút mã ép gạch. Ép gạch luôn dùng nguyên này. Đen em hết rồi nhá. Lên mã ép gạch. Chửi cái này cho Hạ Nguyên luôn. Chửi cho Hạ Nguyên Trần A luôn. Rồi lên luôn dùng mã ép gạch 45k nhá. Chị nào lấy ép gạch lên ép gạch luôn dùng nguyên nhá. 45. 45 cho chị Yến Trần. 45 cho chị Yến Trần. Ủa sao còn có con đấy hả? Sót lại có con rồi. Ê lăn xăng hay là lấy cái mã này ta? Hồi nãy lấy màu trắng rồi. Trời ơi quần sọt. Duyên Duyên ơi cái màu này nó đẹp thì Duyên Duyên. 60kg đổ về. Trời ơi Nguyên mang thử cho chị em mình cái này đi. Trời ơi không lẽ lấy con mấy con lấy con màu trắng. Mà hết màu rồi đúng không? Trời ơi cái màu này nó lạ chị em mình miết với con áo màu trắng thì hết sải con mà vậy. Đây chị em mình nhìn cái phôn quần. Đây nhìn cái phôn quần đi. Con đang mang ở trong một con quần quần ngố nữa. Trời ơi hơi bị cụm. Đẹp quá, con này là giãn nữa chứ. Sức chứ. Đẹp 56 ký cho Muôn đang thị Muôn này. Đây 56 ký này. Trời ơi xe S, con đang mang xe S này để quay cái mông cho chị em mình xem. Cái này lên phôn đẹp lắm. Mình thích những cái con phôn quần như thế này. Đây nè. Cả 49.000 hàng giãn nha. Giá này nhà Nguyên bán chứ không ai bán gì em mình con này giá 49k đâu. Đây nè. Hàng giãn nha, vì bình thường cái này người ta may form mà chắc vi tế thì nó không có giãn. Còn cái này giãn vô tư thoải mái đang mang xe S. Chị nào lấy cái này lên chung mã gạch luôn dùng nguyên nhá kèm size. 62 vừa. 62 không vừa. 60 cho chị XL. 60 đây nè, cho chị Kim Chi Hồ Thị nè. Ok chị Hăng Gia con xe S nè. Nguyên đang mang xe S đấy. Nguyên đang mang con xe S cho chị Hăng Gia nè. Đấy mang này. Giống y dân tộc ấy. Cái chị Hăng Gia này. Cái chị Hăng Gia con này này. Hăng Gia con này này. Rồi còn cao size 55 quay đầu. Còn một con size M 55 quay đầu. Size M cho ai? Size M cho chị Lê Thảo là hết nè. Còn có 3 cặp chị hết kia. M Lê Thảo có cho em lên luôn hết cái này đẹp quá. Rồi lên luôn dùng tiếp. Chút lên tiếp còn màu bạc không? Màu màu tử vang rồi. Rồi lên tiếp. Màu tử vang còn một cục tiếp trên đây. Y form luôn. Y form như thế nhá. SML. Lên tiếp, em mang thử cho chị em mình con sẽ. Đẹp lắm chị em mình ơi. 49.000 thôi. Không chị Phan Hảo, Thái Nguyễn Bu rồi. Kim Khánh Lê à, chốt đơn rồi là đi đơn rồi chị ơi, gạch 47 em đang hết chị Tông Nguyễn. Rồi lên tiếp, cái con này mà giờ cũng đang mang cho chị em mình con màu trắng nữa thôi. Hết sải thì. Cái áo ấy, cái áo mà mang con màu trắng nữa thì thôi. Mix với mấy con quần. Chỉ dặn một tím à. Một tím màu trắng thôi. Rồi lên tím luôn dùng nguyên. Đây là. Đây là. Nè hàng này chị em mình nè, hàng giả nha. Và mấy con quần sọt này lên form bao đẹp đúng. 49.000. Hàng Vitex người ta không bán chị em mình hàng 49. Đây là con đi chạy luôn cho chị em mình là form u mì. Đây chị em mình nhìn form. Kiếm cho hình ra này. Đẹp chưa? Kiếm cho S. S lên đang mang rồi. Rồi lên tím luôn dùng nguyên nè, tím mỗi thứ có ri thôi. Lên tím luôn dùng nguyên nhá. 49k con đang mang ở trong hẳn con quần lỡ nữa kia. Giờ mua thêm con nữa đẹp rồi. Tiếm CL cho chị Phạm Đông này. Phạm Đông có CL không là Phạm Đông này. Em đang mang CS nha. Còn L có XL với M thôi. XL với M hết CL rồi chị Brian mang Bích Ly ơi. Lên một ngón chưa nhá. 955 cho chị Thanh Nhàn Pha. Thanh Nhàn Pha còn sẽ XL để chị em mình cái phone. Mang ở trong con quần lỡ nữa đấy. Mà lên được cái phone quần như thế này. Hay là phát mỗi con một cái CS này. Kiếm S cho chị Hăng Gia rồi. Phone. Đẹp chưa? Mang hẳn hai con quần đấy cho chị Hăng Gia con xe S. CM cho chị Phương Nguyễn. Úi, M hết rồi. M đấy phải không? Hết M rồi chị ơi, còn XL C60 đổ về.
Còn XL nhá. Không, chị Hà Nguyễn không thấy chị ơi. Cho một tí một gạch đã hết rồi chị ơi. Ở trong nắng còn nhưng mà giờ em không lên. Tím XL cho chị Phương Nguyễn nè. Thái Bảo Ngọc XL này. Không thấy bị ẩn á chị Thái Bảo Ngọc ơi. Cho chị Phương Nguyễn bị ẩn comment á. Rồi còn con CF Phương đang mang chị Hăng Gia hết. Còn con này cho Thái Bảo Ngọc không? Con này cho chị Hăng Gia 49k. Hăng Gia 49k. Phương nói là những con này lên form bao đẹp luôn. Thế cái nào quần u mì mà mai form này lắm chị em mình ơi. Form này rất là dễ mang chị em mình, mix áo crop top cũng đẹp, đóng thùng lên đẹp lắm luôn. Cho chị Hăng Gia. Chị Hăng Gia. Đây này còn tím đậm hơn. Comment lên mã tím đậm. Tím đậm, tím đậm này CM. Chốt mã tím đậm luôn dùng nguyên nhé, thôi không cần mang nữa chị em mình nhé. Lên mã tím đậm kèm size luôn dùng nguyên. Tím đậm kèm size không có size XL. Lên tím đậm kèm size và cái này không có XL nha chị em mình ơi. S nè, ở đây có XL. Có XL rồi nè. Minh Phúc Nguyễn nè. S còn SML nha chị em mình, 57kg quay đầu. Nguyên còn tím đậm SML 57kg quay đầu. Tím đậm CM nè. Tím đậm CM cho chị Hồng Nhung nè. M nè. M chị Hồng Nhung nè. M cho Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn nhiều người nè. Vì Phương Nguyễn nhiều người nha. Nãy giờ hai Phương Nguyễn luôn. Tím đậm cho chị Thái đây. Hoặc CXL không có rồi. Còn CF với CL. Không chị ơi. Còn F với L thôi chị Thanh Hương Nguyễn Thị ơi. Còn F với L nha. XL em hết rồi. L cho mẹ rồi mà tích ly. Còn S nha. Còn một con S thôi sao chị em mình năm hai quay đầu. Còn một S năm hai quay đầu thôi chị em mình ơi. Đẹp lắm chị em mình ơi. Còn một S thôi. Phía sau của nó có kéo phía sau này. Còn năm hai quay đầu. Cái form này mà làm U10 hàng này thì sướng lắm nha. Còn một S giả. Bình thường cái này là chạy bằng V-Tab. Nó không có giãn đâu. Ở đây còn cọc S nữa. Còn cọc này cho chị Hà Nguyễn XL. Vì cái này Hà Nguyễn là đường Nguyễn Thiếp à. Hà Nguyễn Nguyễn Thiếp nè. Nguyễn Thiếp Nguyễn Thị Kế gì đấy. Rồi nhá, chị nào chưa có tím lên tím luôn dùng nguyên nè. Hà Nguyễn đường Nguyễn Thiếp. Còn tím đậm ấy chị nào chưa có. Chị Phan Hảo là Phan Hảo CS đúng không? Phan Hảo CS nè. Phan Hảo CS nè. Còn ML. Còn M và L thôi, 57 đổ về. À Nguyễn Tiếp ok. Tím L cho chị Hana Phạm. Hana Phạm. Còn CM với CL. À hai con CM 55 quay đầu. Hết L nhá. Còn CM M 55 quay đầu. Chị nào lấy M lên M cũng nói thật sự 49.000 lên phong con quần đó. Quá là rẻ luôn nha. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên mã này. L còn không? Còn M thôi. Còn M thôi nha. Lên M luôn dùng nguyên. 55kg quay đầu là chị em chốt ok. Chị em mình nhìn sướng chưa. Hàng lại quần giả nữa mới sướng chứ. Rồi lên luôn dùng mã tím. Chốt lên tím luôn dùng nguyên nhá. 49k tím. Còn xây M. Hai con xây M xây 55 quay đầu thôi. Xét à. M cho chị. Đâu có, Nguyễn Bu không thấy. M đây nè, M cho chị Thanh Hương Nguyễn Thị. Con này E79 không vừa đâu. Bởi vì kiếm phải nhất size lên CM không vừa E7 con này đó. Nha. Rồi chị nào lấy M size 55 quay đầu chị em một chút. 55 quay đầu, tiếng M luôn dùng nguyên nhá. Đó 49k. Ai? Nguyễn Ngọc Anh. Ok này hết nha. Rồi lên luôn dùng nguyên một màu nữa. Mã này là mã mì đây đỏ. Quần này quần mì đây đỏ dùng nguyên nhá. Không phải là chị em mình để ý nè, quần đai đỏ không phải là quần len là màu đỏ là nó mì đai đỏ. Mà cái tên của nó, cái chất của nó là mì đai đỏ hết. Hết tím rồi chị ơi. M này, L này, XL này, 2XL này, 3XL này còn một ri. Đến 60 nhá, đến 60 luôn dùng nguyên. Riêng mì đai đỏ sướng hơn cả u mì. Còn một tím size F này. Hả? Còn một tím size F. Còn tím size F thì Phan Hảo có chưa? Phan Hảo có rồi nữa. Mì đây đỏ. Chắc nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã đai đỏ kèm size.
4 size S, M, L. Nhầm, M, L, X, L, 2, L, 3. 5 size, 5 con thôi. Một ri này 5 con. Về chị em mình tự cắt các túi nhá. Đều có túi hết. Nhưng mà chưa có Trần túi Phương Thảo. Ai? Trần Phương Thảo. L à? L, Trần Phương Thảo. Chị nào lấy đai đỏ lên đai đỏ. Đai đỏ size M, size 60 cho chị Hà Nguyễn nha. 60 chị Hà Nguyễn. Hà Nguyễn thích ấy. Phương Nguyễn nhiều người. Chị ơi em không biết đâu, làm sao mà chốt rồi mà nhớ. Em đọc cái mã nào chị coi thôi chứ còn. Xin mời cho chị Phương Nguyễn nhiều người. Phương Nguyễn nhiều người. 62 em hết nhá. Không nhớ đâu chị Thanh Trúc. 60 em hết. L hết rồi nhá. Xe 3XL đấy. Không, em không đổi cái gì hết. Chị nào đổi con bỏ qua luôn nha. Lưu ý chị nào đổi con bỏ qua luôn. Đã hàng thứ có con đổi cho Phan Vân. Rồi làm gì cỏ. Còn XL với 2XL thôi. XL 60 nè. Muôn đạm chị mua nè. Rồi còn 58kg đổ về cho XL. Không, nó bị ẩn đấy chị Thái Bảo Ngọc ơi. Nãy giờ mới thấy tự nhiên giờ tới đài vút nãy giờ thế nào. Giờ là chị bảo là 3XL đỏ chị trước mà. Đây chị cho chị con nè. 3XL đỏ chị mã nè. Nhá y như nhau luôn. Nha, còn con xây 57 đổ về. Cho chị gì đó. Kim chi hồ thiền. Đâu, Thái Bảo Ngọc. Không phải 60kg, không phải XL nha. Rồi lấy 2XL cho chị ạ. 2XL đấy. 60 cũng biết 2XL. Quần này giả. Cho chị Kim chi hồ thị. Kim chi hồ thị. Rồi màu bích ly có rồi. Nguyễn Nghi xây mờn. Nguyễn Nghi xây mờn. Nguyễn Nghi xây mờn. Nguyễn Nghi ơi, lên địa chỉ trên live luôn dùng Nguyên và wrapping nha. Nhà Nguyên chưa tha chút đơn, chưa thấy wrapping đâu cho chị Phan Văn này. Không cho địa chỉ à, thế làm sao chút được. Lên địa chỉ đi chị ơi. Phan Văn. Ừ, một con quần. Gì đấy chị ơi. Phan Văn rồi. Rồi Nguyên còn size 55, 57 đổ về cho size XL. Chị em mình cứ lên luôn dùng cái số ký, đừng có lên cái size. Cái này nó đáng size M là size nhỏ nhất, M, L, XL, 2XL nha. Nên là chị em cứ lên hẳn cho Nguyên cái số ký. Nguyên còn 2 con size XL. Còn đúng 2 con size XL thôi. Nhiều chị bảo là lên trước nhưng mà không thấy. Thật sự là không thấy. Còn XL thôi, 55, 57. Còn 1XL nhé. 53 hơi bị rộng. 53 cũng rộng, 52 cũng rộng. Size 55, 57. Còn 2 con 55, 57 thôi. Chị nào lấy chút cho cái size XL. 52 không. Chút cái... À cái mã nó mã khác mà chị. Mã này mã quần đai đỏ. Còn con hồi nãy là con quần ấy, quần lưng cao khác. Cái cọc này là cọc gì đây bán tặng luôn thì em mình luôn. Sao em lên hết cái gì lại lẻ cho em đây. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Rồi chắc lỡ à. Quần lỡ có 2 con. Lỡ chấm bi có 2 con. 55 quay đầu. 55 quay đầu. Và 50 quay đầu 2 con thôi. Ngố nha. Nguyên lên luôn cho dễ mình. Nguyên lên luôn cho dễ mình 39k luôn. 39k ngố. Ngố nha. Ngố size S 52 quay đầu 39k. Size L 55, 57 ký quay đầu. Chị nào lấy chấm bi lên chấm bi luôn, dùng được 2 con chấm bi. Giá 39 lên luôn cho chị em mình luôn. Chị nào lấy đây đỏ size này, này cho chị đầy màng bích ly này. 52 ký rộng, đầy màng bích ly. Rồi lên luôn dùng mã chấm bi. Chấm bi, ngố cho chị em ly trần size L này. Em ly trần size L này. Em ly trần size L này. Rồi còn size S 52 quay đầu 55 em hết rồi, còn một con thôi. Còn một con, chị nào lấy ngố lên ngố luôn dùng nguyên 39 con đó 39 nha Huyền. Ngố CS, 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 ai cũng biết lờ. Đấy. Còn đi đây đỏ 49 nhé. À đây đỏ là 49. Lên dùng nguyên cái mã này. Còn một CS, chị nào lấy S lên S luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy S lên S. Cái này thứ còn ri. Sẵn nót luôn cho chị em mình luôn. Thì 52 thì mà được. 52 đổ về được. Còn XL. Còn màu khác là hết đen. Rồi lên luôn dùng mã bi 39k luôn.
Bi ngố nè. Bị lỗi chưa đó. Đừng con. Lỗi vãi à. Bị sượt vãi à. Đường chị nào dùng được thì dùng nhé, vì sượt vải một đường, sượt vải một đường, ờ không thấy được, lên luôn dừng mã không đồng này bị sượt vải một đường này chị em mình, chút mã không đồng, comment mã không đồng, rồi lên luôn dừng mã này bi nâu toàn bộ size 55 quay đầu, bi nâu này, bi ngố 62 cái không vừa, bi đen hết nhé, XL đây, XL 5557 XL luôn dùng nguyên 39k, chị nào lấy bi nâu không đồng rồi. Rồi bi nâu như Hà Phan Hà đồng không thấy gì hết. Bi ẩn comment nhá. Máy kia đọc sai thấy, máy này không thấy luôn. Nha, bi nâu không có size L nha chị ơi. À bi nâu chỉ có size S với lại size XL thôi. Size S và size XL. À đây là size L này, Phan Văn size L này. Phan Văn size L. Còn size XL nhá. Cho chị Kim Loan. Kim Loan 39 nè. Rồi còn 5557 còn một con. 39k con này quá rẻ luôn, nó thật sự luôn, chị em tranh thủ phát nhá. Tranh thủ mà phát con này, quá là rẻ luôn. Rồi nha, chị nào chưa có thì lên, còn một con bi nâu. Giá 39k con, size XL, size 5557 là chị em mình chốt ok nhá. Bi nâu 60 không chị ơi? Bi nâu 49 cái cũng không. Bi nâu cho Phạm Hương. Cái gì đây? Biết nó vừa gọi XL rồi. Cái này cho Phạm Hương luôn. Hết bi nâu. Ở đây còn bi nâu nữa nè. Còn 3 con bi nâu nè. Còn 3 con bi nâu nha. Còn bi nâu đấy, chị nào lấy bi nâu lên bi nâu luôn dùng nguyên này. Bi nâu lên luôn, còn size L nè. Size M, size L nè. Size XL. Cái này còn 1 ri. 39.000. Quần ngố nhưng mà của nó chắc của nó là chắc đủ sức. Để nguyên luôn con tím nó đi. Để luôn con nguyên đi. Nguyên mang lai. Thế ép Nguyên mang được để lại trong phôn quần lên đẹp. Để luôn hạ Nguyên đi. Em có Ngao XL chưa? Có rồi chị Bích Nga Hồ ơi. Tốn kém quá hả? Ép ML XL nhưng mà XL chút 57, 58 độ về thôi nha. Cô Hương. Ok cho cô Hương. XL đó. À đây XL đây à. Từ từ. Đây XL đây. Hết XL rồi chị ơi, toàn bộ hết XL rồi nhá. Áo sau lưng bao nhiêu vậy? 49k chị ơi. Cái này 49k. Ôi sao chị em mình toàn XL thế này? Buồn thế. S đâu, ai S đâu, ai M đâu, ai L đâu. Rồi mã bi kem luôn dùng 49k. Dịch giả nhưng mà thấy chị em mình toàn lên ký. Ai em chút XL thôi. Bi nâu 49 ký. 49 cái nó sẽ S thôi. Bi nâu xem 10 xe S nè, xe M nè, xe S cho Diên Huỳnh, xe M cho Phương Nguyễn. Phương Nguyễn nào ghi rõ Phương Nguyễn nghe. Rồi lên luôn dùng mã bi kem. Chúc bi kem luôn dùng nguyên này. Chị cái này là lỡ đây nè. Cái này lửng lửng đây. Đâu phải dài không phải đùi nè. Bi kem XL do Mai Thanh. Rồi nha, chị nào lấy bi kem chút. Còn SMLXL. Đấy, chị nào lấy bi kem lên bi kem SMLXL lên luôn dùng nguyên. XL, bán mây xanh hết XL. Hết. Bán mây xanh á. XL hả? Ừ. XL coi thử. Đây này, XL này. Đấy, chúng ai có phải cho Linh Dịp nữa nè. Có phải cho Linh Dịp này các bạn lấy đó. Thì đó. Có rồi nhá chị Diễm Hình hả? Bạn mày xem. Dạ. Bạn mày xem có đơn nha. Chưa. Không có chị ơi. Được nhá chị ơi. Được nhá chị Trần Phương Thảo cancel cho chị Kim Loan kìa. Kim Loan. Kim Loan. Quần qua ngó gối là chắc không. Con này đuổi của nó là đuổi nhăn nè. Con này đuổi nhăn xe 52 quay đầu. Lên mã này là mã tặng 35 luôn. Còn chỉ được một con. Lên mã tặng 35 luôn dùng nguyên nhá. Xây mờ 52 quay đầu con này được đuổi nhăn như chị em rồi đó. Đuổi nhăn phải đuổi xước 35k. Chị nào lấy mã đùi 35 lên mã đùi 35. Đùi 35 dùng nguyên nhá.
chút lên mã đùi 35. Con này quần công sở xay cho chị em mình 50 quay đầu. Dưới 50 thôi nha, CM 50 quay đầu, chút mã 55k luôn. Trời ơi, quần công sở bèo nhắc đi chị em mình giá 79k. Con này lên đi chị em mình 55k CM. Chốt mã công sở M luôn, dùng nguyên một con. Công sở M, chị nào lấy công sở M lên công sở M cho em. Cái từ để em coi cái tấm này là gì đây. Công sở M nhá, chị nào lấy công sở M lên công sở M. Cho Nguyên Lan ít áo ba lỗ đi. Ai? Răng. Cái này Nguyên còn một con quần đuổi nhưng mà dạng sung như thế này, màu trắng nhá, xoay 60 độ về. Đây chị em mình màu trắng nhá, chị nào hai mang trắng thì chốt trắng 60k nốt, áo quần lục 45k nốt, xoay 60, 45k nốt và xoay 60 dùng Nguyên. Chị nào lấy mã 45 dùng Nguyên nhá. Chúc mã 45 trắng của chị Mai thôi. Con này đang tặng luôn cho trẻ mình luôn cho nó gọn. Quần lộn xộn đã sai cái bức đó đại cho em. Móc xuống cái gì em like cái đó luôn cho nó khỏe. Xả mít không thấy thằng lẻ. Rồi xe 52 quay đầu nhé. Phạm Ngọc Hiếu. Đâu, cho Mai Thanh rồi. Xung chắc đẹp lắm chị em mà 52 quay đầu rồi chị em chúc đẹp. 52 quay đầu là chúc đẹp. Tặng 39k luôn. Thích bo thì bo, thích xung thì xung. Ưng mang quần ống bo thì kéo lại dùng nguyên nhé, không còn toàn bộ xây mờ. Chị em mình thích quần ống bo thì chị em mình rút lại như thế này, còn chị em mình thích quần ống xung thì em xả ra nhá. Xứng chưa? 39k xây mờ luôn. 52 quay đầu. Lên mã 39 nha. Quần xung nè, đây đây phía trước của nó nè. Cũng còn mỗi xây mờ nha chị em mình ơi. 39k gọn luôn, chị nào lấy xung, quên, chị nào lấy caro lên caro luôn dùng nguyên nhá. Mã 45 em hết rồi. Trời, con này bao xịn sò. Bao xịn sò luôn. Mang lên cho chị em mình giá 39.000. Hàng mà hàng xung không lên cho chị em mình là 49.59 rồi. Còn con này vừa xung chị em mình thích bao quần thì chị em mình có thể rút lại được nhé. Lên 39k caro. Caro này, hình tay có nha chị Lam Yên, không có xây L. Lam Yên không còn mỗi xây M thôi. Xây 52 quay đầu. 39 cho chị Lam Yên. Chị Lam Yên nhớ đang có đơn cái lấy đúng không? Chị ơi, chị Lam Yên ơi, chịu khó là lên thông tin luôn, chiều nhà em ship luôn, có cả đơn cũ rất là lâu rồi. Nha, để ý luôn, dù nguyên đợt này không nhận đơn tới lấy. Còn bộ hàng công ty phía sau 55kg. Còn ấy chị Chi Phạm ơi, cho Hà Diễm Nhung, chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm còn 2. Nhá, chị Lam Yên ơi, chịu khó là lên thông tin nhà em ship luôn, không 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 ghé lấy nữa nhá. Đơn của chị Hà Diễm Nhung cũng chịu đi luôn nè. Rồi còn 2. Còn 2. Chị nào chưa có thì lên, còn 2 nhá. Còn 2 cho lên mã ba lỗ. Rồi còn 2 2 caro, chị nào lấy caro 39 lên caro 39, bèo nhiều hết sức luôn. 39.000. Rồi cho lên áo ba lỗ, về thêm áo ba lỗ. Có màu xanh này có nhiều không mà đưa lên. Còn 2 caro, chị nào lấy caro lên caro. Còn cái đó chị ơi, quần giả váy em đang không. 55kg màu vàng cho chị Chi Phạm, bộ này CM màu vàng 119k. Chị Duyên, chị Duyên bóc cho em cái bộ hàng công ty cái CM màu vàng, còn 2. Xung cho chị Thanh Nguyễn. CM chị, cho chị Thanh Nguyễn. Thanh Nguyên không giấu, Thanh Nguyên không giấu, còn một xung. Rồi lên luôn dưỡng nè. Thanh Nguyên không giấu. Trời ơi, chị Duyên nói phom này đẹp hơn đúng không? Phom này nó ôm sát hơn đúng không? Ôm nát sát hơn đúng không? Rồi lên luôn dùng nguyên cái này 60 độ về là chị em chút đẹp. Ba lỗ nhá, đang nóng. Cho em cái này. Đang nóng, tắt lên luôn cho chị em mình ba lỗ cho nó sướng đời nha. Ê, chứ Nguyên hỏi cái nhiều hơn cái nhiều. Đều có một cái. Này, sao một lên nhiều nữa. 33.000. 33.000 tướng cho nãy lên toàn chị em mình quần đùi rồi.
lên cho chị em mình cái này để chị em mình có cái mà mít. Trời ơi, này ở nhà mang cái này là mang không mang đồ luôn. À với con giống cái con ô mì hàng mới up 49.000 nữa. Rồi thôi rồi. Một bộ thôi chị. Cho rồi điền cho Ngọc. Ngọc Lam. Đấy. Lấy đi chị. Size L phải không? Ba lỗ 33 cho chị nào đây nè, chị Kim Chi Hồ Thị. Kim Chi Hồ Thị. Cho chị Quỳnh Chi Phạm à. Chị Chi Phạm không chị Chi Phạm à? Nấu cho em đi phần. Chi Phạm. Rồi lên màu cho Nguyên. Vàng đi kìa, vàng kìa. Vàng kìa. Hai vàng. Vàng lên luôn cho Nguyên. 33.000 vàng. Chị nào lấy 33.000 vàng sẽ 60 đổ về cho em chút đẹp. Mua con này xong, mua với con quần đùi ô quỳ hàng đấy thôi. Thành xét đẹp, mang như trời này mang như không mang đồ luôn. 33 thôi chị. 33 vàng, vàng này 3 con. Xây 60 chị em mình mang ok hết con này, cơm này. 60kg quay đầu là chị em mình chút đẹp. Chị nào lấy vàng lên vàng. Vàng cho mây có. Vàng mây có. Quỳnh Như Nguyễn Ngọc. Quỳnh Như Nguyễn Ngọc. Con một vàng. Con một vàng. Nâu. Chị ơi chọn màu đi. Chị Tâm ơi chọn màu đi. Vàng cho Nguyên nè. Vàng nhé. Chị nào lấy vàng lên vàng cho Nguyên Nâu. Cho Nguyên Nâu 33.000 con nhé. 33.000 con. Vàng cho Tâm, vàng cho Tâm Nguyễn. Rồi lên mã vàng đó. Tâm Nguyễn rồi. Tâm Nguyễn lên à, Tâm Nguyễn nó hình như là gần nhà đấy. Rồi lên mã 33 nâu. Chúc lên 33 nâu giúp Nguyên nhé. Chà ơi. 33 nâu. Tìm luôn vàng. Vàng nó vàng khác vàng nhạt hơn. Thôi kệ đi. Nhạt hơn cho em nha bạn. Rồi lên mã 33 nâu luôn dùng Nguyên nhá. Riêng trời này mang những con này thôi. Cho em Ly Trần. Em Ly Trần có rồi hả? Nâu này còn được từng này con. 33.000 con này rẻ. Dĩ mang nâu. Ai? Minh Phương Lê. Minh Phương Lê ở đâu bên này không thấy luôn ấy. À, dùng như vàng. Xanh vàng. Xanh lãnh chi có, vàng lãnh chi còn. Rồi nhá, nâu cho chị Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền. Hồng Nhung. Hồng Nhung còn 3 nâu. Còn 3 nâu với giá là 33.000 con. Thì chị em mình tranh thủ một phát. Còn 3 nâu nha. Ai lấy 3 nâu lên 3 nâu luôn. Dùng nâu đi, nâu 33.000. Nâu 33 cho Hồng Nhung có rồi, cho chị Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn ngồi đi, cái Phương Nguyễn ngồi. Phương Nguyễn ngồi, nâu cho chị Hà Diễm Nhung. Nâu cho chị Hà Diễm Nhung còn một nâu. Ai lấy nâu lên nâu luôn dùng 33.000. Còn hai nâu, 33.000 nâu. Chị nào chưa có nâu lên nâu luôn dùng 33.000 con. Nâu 33 nhé, chị nào lấy nâu 33 lên nâu 33 luôn dùng nguyên bao rẻ luôn. Hết mà. Xong lên từng màu thôi, cam. Chúc mà 33 cam đi, chị nào lấy 33 cam lên. Con này dòng của nó là đuổi lụa nhé, đuổi lụa. Nào cho chị Hương Lương. Muôn đặng thì muôn nữa là hết nâu. Muôn đặng thì muôn nữa là hết nâu. 33.000. Rồi. Hương Lương chị. Hương Lương không giấu. Rồi lên mã 33 cam. Chốt mã 33 cam. Chị nào lấy 33 cam lên 33 cam giúp Nguyên nhé. Comment mã 33 cam. Lên mã 33 cam. Chị nào lấy 33 cam. 33 cam nhé. Comment lên mã 33 cam. Ai lấy 33 cam cho phía sau chốt nè. Cam nè. Nâu hết rồi. Cam cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Cam Nguyễn Hữu Linh Sa. Kim Loan. Nguyễn Hữu Linh Sa. Kim Loan. Kim Loan. Đặng Yến Ly. Đặng Yến Ly. Tâm Nguyễn gần nhà. Đặng Yến Ly. Tâm Nguyễn. Rồi Nguyệt Ánh Nguyễn. Nguyệt Ánh Nguyễn. Rồi ai chưa có cam lên cam luôn dùng nhé. Nguyệt Ánh Nguyễn rồi đúng không? Cho cam. Rồi Mỹ Hạnh Hồ nữa là hết. Hết cam. Hết cam nha. Hết cam rồi chị ơi. Hết cam nhé. 33.000 hết cam. Còn mà chứ gì? Hồng. Hồng. 33 hồng. Mấy con hồng đấy. Lên mã 33 hồng. Lên 33 hồng dùng Nguyên nè. Lên 33 hồng. Lên mã 33 hồng. Chị nào lấy 33 hồng lên 33 hồng luôn dùng Nguyên nè. Còn bộ phơm 60 đổ về là chị em mình chút đẹp nhé. Lên mã 33 hồng. Trời này mà mang 3 lỗ mang sắc nước này sướng hết đời. Hết cam rồi lên 33 hồng dùng Nguyên nhé. Hồng nhà. Hồng Hà Nguyễn. Hồng cho chị Hà Nguyễn. Nguyễn Thiếp. Nguyễn Thiếp. Thảo Huỳnh. Thảo Huỳnh. Rồi chị nào có chưa có hồng lên hồng dùng Nguyên nhé. Cho chị Hà Diễm Nhung. Hà Diễm Nhung 33. Hà Diễm Nhung. Tường Lương. Thương Lương à. Ừ. Rồi ai chưa có hồng lên hồng. Còn không? Còn con hồng nữa thôi. Rồi mã 33 đen. 33 đen.
Đây mã 33 đen luôn, dùng toàn bộ form 60 đổ về là chị em mình mang ok hết nha. Trời ơi. Này chị em mình nhìn chắc này. Mang như là không mang luôn. Đấy, chốt lên mã 33 đen. Chị nào lấy 33 đen lên 33 đen, còn 33 đen và 33 trắng. Đen và trắng thôi nhá, hai tông màu. Ai lấy màu nào lên màu đó. À, hồng hồng cho đen. Chị Đặng Yến Ly con cuối cùng này. Đặng Yến Ly con cuối cùng là chị này. Đây nè, Đặng Yến Ly nè. Rồi nè, đen cho Hà Nguyễn nè. Cho em Ly Trần nè, 33 nghìn. Chị Hà ơi, chị Hà lấy mấy con này, phone này về mang đẹp này ra nè. Chị Hà lấy mấy con thun thái phone mà phone dơ này, tay tay dơ này lên đẹp lắm này chị Hà này. Mua mấy con này về mà mang, em nói thật đấy. Đen chưa? Hồng hết rồi chị ơi. Trắng cho chị Nguyễn Hiền. Trắng Nguyễn Hiền. Trắng cho chị Nguyễn Ngọc Anh. Nguyễn Ngọc Anh. Phương Nguyễn Ngồi. Nguyễn Ngọc Anh, Phương Nguyễn Ngồi. Phương Nguyễn nhiều người á. Phương Nguyễn nhiều người lộn. Phương Nguyễn ghi nhiều người luôn. Hà Diễm Nhung trắng nè. Hà Diễm Nhung trắng. Còn màu khác chứ, mã đó đẹp lắm, hồi tối em đã lên rồi. Đen cho chị Muôn Đặng Thị Muôn chưa? Rồi. Trắng cho chị Thảo Huỳnh chưa? Trắng Thảo Huỳnh. Đen cho Kim Chi Hồ Thị, hết trắng nhé. Đen cho Kim Chi Hồ Thị. Kim Chi Hồ Thị còn mỗi đen thôi. Hết trắng nhé, còn mỗi đen nữa là hết. À, còn hai con vàng nữa lên, cho lên đại đến hai con vàng nữa lên mắt luôn. Cho lên áo thung thái phía sau. Áo thái phía sau. Còn hai đen, trắng em hết rồi. Đây cho chị Mai Thanh. Đây cho chị Mai Thanh. Áo thun thái chị không phải áo đó đâu. Áo thun thái phía trong. Ừ, phía trong. Không phải. Người ơi là người. Áo thun thái mà. Đây cọc hồng 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 đây nè, đó. Còn hai vàng nữa nè, còn đen và vàng. Chị nào lấy đen lên đen, chị nào lấy vàng lên vàng. Vàng cho mây cỏ. Vàng cho mây cỏ. Vàng cho mây cỏ giùm em. Áo đó có trắng hồng lấy giùm chị có chứ. Có, đẹp lắm. Áo ba vàng cho chị à. Nga vỏ luôn. Rồi còn đen nữa là hết. Rồi ok. Cho lên mã đi, mã thun thái đi. Bây giờ đẹp lắm. Ai càng múp mang càng đẹp. Riêng cái mã áo này ai càng múp lại mang càng đẹp. Toàn bộ là thun thái nha. Toàn bộ thun thái trắng nè. Rồi lên luôn cho chị em mình luôn, mỗi thứ còn con thôi. Mỗi thứ còn con nhé. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. Còn em mã này là mã thái hồng. Thái hồng 39, áo quần lụt. Sau đây chị em 49.000. 49.000 và những cái form này đang hot nè. Tay mà tay hơi dù dơ dơ này đang hot. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên mã này. Comment mã này là mã thái hồng. Thái hồng được hai con thái hồng. Ba con thái hồng. Đúng cho Nguyễn Hiền này. Đây là ba hả? Rồi lên mã thái hồng luôn dùng nguyên nè. Thấy không, cho Nguyệt Ánh Nguyễn. Trời trúng tủ rồi, Nguyệt Ánh Nguyễn lại hay mua áo thun này. Thái Hồng cho chị Hà Nguyễn, Nguyễn Thiếp. Hà Nguyễn, Nguyễn Thiếp và chị Nguyễn Hiền nữa hết Thái Hồng. Hết Thái Hồng. Hết Thái Hồng 49k con thôi. Thái Hồng 49k con nhé. Rồi ok Thái Hồng. Rồi lên mã Thái Trắng một con. Thôi khỏi cần treo nữa nhé. Có con chơi mất công quá. Rồi lên luôn dựng mã Thái Trắng một con. Thái Trắng y form đằng sau nhé. Ây vô đằng sau hết. Thái trắng cho chị Hà Nguyễn luôn. Rồi lên mã xanh nhạt một con. Xanh nhạt nhá. 49k xanh nhạt. Chị nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt cứ nguyên. 49 xanh nhạt. Ai chưa có xanh nhạt comment xanh nhạt nhạt luôn. Dùng cái form này đẹp lắm. Tay dơ dơ này chị em mình mix với quần đùi. Mix chân váy. Mix quần riêng gì cũng đẹp hết nhá. Form xanh nhạt cho Thảo Quỳnh. Xanh nhạt. Rồi lên luôn những mã tím. Tím được 2. Tím đậm được 2. 49k con nhá. 49k con nha. Chị nào lấy tím đậm lên tím đậm luôn dùng nguyên 49. Tím đậm đây nè chị em mình nè. Cái ngày mà cái con màu trắng hồi nãy mà mix với con con quần màu, màu tím nữa hồi nãy nữa thì đẹp hết. Hà Nguyễn. Xanh nhạt hết rồi cho chị Hà Nguyễn nè. Hà Nguyễn nè. Rồi ai lấy tím lên tím có hai con tím thôi. Cho chị Hà Phan Hà hết tím. Hết tím rồi chị ơi, rồi lên đỏ đô. Chúc lên đỏ đô nhá, comment đỏ đô được 4. Đỏ đô được 4, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô. Trời ơi, chờ sờ chắc sướng lắm chị em nè. Còn một cái này là thun thái nhá. Ở ngoài người ta giờ người ta chạy vì cái phôi này cũng đang hết. Người ta đang làm dạng TC và giả TC nhiều.
Nhưng mà toàn bộ cái này con lên cho dạ mình là chắc của nó là chắc thun thái. Nhớ luôn dừa nguyên nha. Nguyên thái là thun thái, bán nhiều thun thái đẹp hơn cả thun có tông tạo. Đấy, lên luôn chung mã này là mã đỏ đô. Đỏ đô nhé, 49k đỏ đô. Mà lên luôn cho dạ mình giá rất là bình dân luôn. Dạ. Tôi bin đi. Chạy hàng thun thái nhưng mà giá thì em rất là bình dân nha. À, đỏ đô cho Binh Bi, đỏ đô cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng, Quỳnh Nhi Nguyễn Ngọc, Quỳnh Nhi Nguyễn Ngọc. Rồi còn một đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô nữa lên đỏ đô. Đỏ đô cho chị Hương Lương nữa, hết đỏ đô. Quỳnh Nhi Nguyễn Ngọc và Hương Lương. Cái màu này chị mở ra kiểm tra này, tại vì cái bì đục này vừa đen vừa xanh đen này. Xanh đen này, xanh đen. Rồi lên luôn dùng mã xanh đen được hai. Hai xanh đen. Hello chị Huệ Kim nhé. Hai xanh đen. Chị nào lấy xanh đen lên xanh đen luôn dùng đẹp lắm. Riêng cái này thương thái chị em mình khỏi phải lăn xăng thì chắc luôn. Lên xanh đen dùng nguyên nhé. 49k xanh đen được hai xanh đen. Được hai xanh đen nha. Ai lấy xanh đen dùng nguyên này. Xanh đen 49. Xanh đen cho chữ nhỏ từ từ cho em coi thử cho chị Hà Nguyễn này. Hà Nguyễn Nguyễn Thiếp này. Xanh đen còn một con. Chị đấy chị Thảo Huỳnh ơi cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng. Nguyễn Thị Bé Hồng có ở còn mã chữ nào không thì chữ nhỏ nào không thế còn cái này. Rồi lên đen luôn dùng nguyên 49k đen. 49k đen, ai lấy đen lên đen hết xanh đen nhé. 49k thôi chị em mình mua con thun thái mang quanh năm suốt tháng. Riêng áo thun thì là chị em mình khỏi vì phải sợ là mùa nào mang được. Thanh niên trong Nguyễn Thị Bé Hồng hết xanh đen rồi. Nguyễn Thị Bé Hồng bắt xuống rồi mà. Rồi ok lên đen đấy chữ kìa. Đen cho Dương Thảo hai đen thôi. Đen cho Dương Thảo. Dương Thảo chứ thấy chị chốt đâu, chị Thảo Huỳnh có thấy gì đang lấy cái gì đâu. Rồi, đâu có thấy comment cái gì đâu mà bảo không kịp. Chốt lên luôn dưỡng đen nè, đen cho chị Nguyễn Hiền. Rồi ok, rồi lên luôn dưỡng mã trắng này rồi, lên chữ đỏ đi. Chữ đỏ này có một con, 49k chữ đỏ. Trắng này chị chữ hồi nãy nè. Lên luôn dưỡng mã trắng 49. Comment lên mã trắng 49 giúp Nguyên nhé. Trắng 49, mua 3 con, 5 con, 7 con về mà mang cho nó sướng đời ra. 49.000 con thôi. Chị nào lấy mã này lên cho mã chữ đỏ 49. Chữ đỏ 49 có 1 con thôi. Trắng cho Nguyễn Hiền. Cho chị Nguyễn Hiền. Rồi lên mã chữ đen. Chữ này chị nhỏ hơn. Lên luôn dùng mã chữ đen nhé. Comment lên chữ đen được 2. Chữ đen được 2, 49k con. Chà ơi. Cái này mít con quần sọt màu đen nữa thì thôi hết sải luôn. Trắng cho em đi Trần. Chốt mã chữ đen thì hồi nãy cái trắng không có. Lên chữ đen đi cho nó dễ đi chị em mình ơi. Chữ đen cho chị Thu Hồng. Giảng comment đó màu nào cũng comment mà không được à. Không thấy chị Thảo Huỳnh luôn buồn ý ghê. Chị bút cái kia có comment của chị Thảo Huỳnh không. Lấy 62 nha. Chốt lấy 62 thôi để mang cho nó thoải mái. Chứ còn 65 chị em mình mang hơi ôm. Áo thun này mang ôm quá thì cũng không đẹp nha. Chốt lấy 62 thôi. Rồi chị nào lấy chữ đen lên chữ đen luôn dùng nguyên nhé. Chữ đen còn một con. Cẩm Hương Suta. Rồi chị Cẩm Hương Suta. Rồi lên mã xanh dương một con. Xanh dương có một nha. Xanh dương có một thôi, xanh nhạt. Chúc mã xanh nhạt luôn dùng nguyên một con. Eform sau. Xanh nhạt có một con thôi. Nguyên chốt đến 62 nha. Đến 62 chứ còn mà chị em mình 65 thì mang nó bị ôm ôm. Thì là cái form này mà mang ôm quá nó không đẹp. Xanh nhạt cho Thảo Huỳnh. Đây này giờ thấy rồi này. Nhưng mà đúng rồi, giờ thấy Thảo Huỳnh rồi đây nè, giờ mới thấy comment mà. Tên nhạc cho Thảo Huỳnh. Rồi lên tím, tím 3 con. Lên tím luôn dùng nguyên nhá, tím 3 con. Cái màu nó sét lắm chị em mình ơi. Màu này đúng đẹp luôn ý. Toàn là màu đẹp thôi, nè. Hết xanh rồi ha. Chị nào lấy cái này lên chung mã tím 49. Chữ đen hết, thì xanh hết, lên mã tím, tím 3 con. Tím cho cô Hương nè, cô Nguyễn Thu Hương. Cô Nguyễn Thu Hương, trời ơi sang lắm, mang những con này lên đẹp lắm chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên chung mã tím, tím 3 con thôi. Ai lấy tím lên tím còn 2 con. Lên tím 49 dùng nguyên nhá. Chị nào lấy tím, lên tím 49k. Nguyễn Chó Hà Nguyễn, Hà Nguyên. Hà Nguyễn, Nguyễn Tiếp đúng không? Hà Nguyễn hôm nãy giờ đúng không? Ừ. Rồi lên tím cho Hà Nguyễn nè. Rồi còn một con tím, chị nào lấy tím lên tím dùng nguyên nhá. À, tím cho Muôn Đặng Thị Muôn hết tím rồi chị Thu Hiền ơi. Muôn Đặng Thị Muôn. Rồi lên luôn dùng mã hồng đậm được 2. Hồng đậm được 2. Chị nào lấy hồng đậm lên hồng đậm. Sắp hết rồi. Thì cái này có gần 200 con mà hồi tối đã lên rồi. Lên luôn dưỡng mã này, tím hơn hết nha. Lên mã hồng đậm chị em mình thấy không? Lên cái màu nào nó nét cái màu đó luôn ý. Lên luôn dưỡng mã tím, xây quen hồng. Xây hồng đậm xây 62 đổ về. 62 đổ về là chị em mình chốt ok con này luôn. Lên mã hồng đậm 49.
Comment lên hồng đậm 49. Thì nào lấy hồng đậm lên hồng đậm cho hai. Cho chị Thu Hiền. Còn một hồng đậm. Ai lấy hồng đậm lên hồng đậm nè. Hồng đậm cho chị Binh Binh. Binh Binh hồng đậm. Hết hồng đậm nha anh Lê Lương. Binh Binh. Rồi lên luôn dùng con này đen, không biết đen hay xanh đen để mở ra thử. Xanh đen nhá. Lên xanh đen luôn dùng nguyên 49. Xanh đen. Cái bì của nó là bì độc nên là không phát hiện màu được. Lên mã xanh đen 49. Chị nào lấy xanh đen 49 lên xanh đen. Hồng đậm nguyên hết rồi. Hôm nay không thấy nhắn tin chốt đơn chiều chị nhá. Chiều nhà em chốt đơn nhá. Lên mã xanh đen được 2 xanh đen thôi. Chiều nhà em gọi nhắn tin chốt đơn đi. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã xanh đen được 2. Chị nó vẫn chưa lên địa chỉ hả? Nguyễn Nhi vẫn lên, chưa lên địa chỉ hả? Nguyễn Nhi chứ. Nãy Nguyễn Nhi chứ đâu có Nguyễn Nhi đâu. Nguyễn Nhi. Rồi lên xanh đen không? Dùng nguyên 2 con xanh đen. Quỳnh Nhi, Nguyễn Ngọc. Quỳnh Nhi, Nguyễn Ngọc. Lê Thảo trước. Lê Thảo với Văn. Lê Thảo trước. Văn Anh Phạm. Lê Thảo và Văn Anh Phạm lên trước. Hết xanh đen nhá. Rồi lên đỏ đô. Comment lên đỏ đô luôn dùng nguyên 49. Đỏ đô 49 gần hết rồi, đừng qua chị em mã khác. Lên mã đỏ đô 49. Ai lấy đỏ? Chị ra. Đỏ đô 49. Mà đập cái chân mày như trời sập luôn ấy. Ừ. Chừng nó sau đó bà nhảy cái gì. Lên mã đỏ đô được 2. Chừng bà thấy cái gì bà sẽ. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô nhé, không có 2 đỏ đô. Đỏ đô cho anh Lai Lương. Anh Lai Lương chiều chị gửi địa chỉ qua tin nhắn thì. Chị gửi luôn qua luôn cho em đi chị Mai Cỏ. Có 2 đỏ đô còn 1 đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô. Rồi, 2 con màu hồng nữa. Hết. Con mặt khác. 2 con hồng. 49k đồng giá Trung Thái. Rồi lên hồng luôn dùng nguyên này. Lên hồng 1 đỏ đô và 1 và 2 hồng. Chị nào lấy đỏ đô nhé. Lên luôn chị em mình đồng giá 49k, chị em mình xem like tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Chị nào có hội nhóm gì chia sẻ lên thêm dùng nguyên nhé. Để view nó lên xíu chị em mình ạ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã hồng 49 và đỏ đô 49 còn 2 con. Hồng 49 và đỏ đô 49 nha. Trong lên mã này đi. À, dài chị ạ, như bây dài chị nhé. Dài. Không phải phông lửng đâu. Hồng cho Hương Lương. Đây được chưa? Không phải phông lửng. Ai? Hồng cho Hương Lương. Hương Lương. Gạch đến cho Linh Linh. Cái nào? Rồi còn một hồng. Ai lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên nhé. Gạch đến cho Linh đưa like thôi. Sao à? Rồi lên hồng, còn một hồng một đỏ đô cho em lên cọc tiếp theo đi chị. Cọc bên kia, cọc cái áo màu hồng gì kìa. Đấy, là hết rồi đó hả Huyền. Xanh trên kệ là gì à? Xanh trên kệ là bộ chị ơi. Hồng cho chị Hương Lương có rồi đúng không? Quỳnh Nhi Nguyễn Ngọc nữa hồng. Quỳnh Nhi Nguyễn Ngọc. Phải áo đẹp lắm Nguyên rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Hiền nha. Hai bộ đùi phía sau còn size L không em còn nhé. Chị Trương Ngọc Ánh ơi, mã phía sau là bộ công ty 119.000. Mã phía sau là 119.000 còn. Rồi nhá, chị nào chưa có thì lên. Rồi tiếp nha. Cái này còn một đen, đen chỉ xanh này đẹp. Đen hay xám đi. Đen chỉ xanh, ấy con sao này nè. Đen nhá, chị nào lấy đen lên đen. Đen chữ này chữ nhỏ dễ mang. Ai thích chữ nhỏ thì lên luôn, nhưng mà đen chữ nhỏ 49k. 49k chị nào lấy đen lên đen luôn dùng 49. Chốt lên đen 49. Ai lấy đen 49 lên đen 49 luôn dùng một con. Đen 49 một con, đen 49 nè. Đen 49 nè. Rồi tiếp tục nè. Em cho Vin Vin. Rồi hồng luôn dùng nguyên nè. Lên mã chữ hồng luôn dùng 49. Còn đồng khoảng 20 con nữa là hết rồi. Chốt lên luôn dùng mã hồng. Hồng này một con thôi. Ai lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên nhé. Hết đen rồi. Hết đen nhé. Hồng 49. Lên hồng 49 chút nguyên nè. Còn một hồng 49. Chị nào lấy hồng 49 lên hồng 49 luôn dùng nguyên nhé. Màu xanh này lạ nè. Hồng Quỳnh Thị Nguyễn Học có rồi mà. Quỳnh Nhi Nguyễn Học có rồi mà. Hồng nó hồng khác mà. Hồng nó hồng nhạt mà. Cho chị Trương Ngọc Ánh kìa. Trương Ngọc Ánh hai bộ màu này luôn hả? Hai bộ màu này luôn hả? Hai bộ đây. Quay qua đây nè. Xây lờ ấy. Hai bộ màu đó luôn. Ờ. Xích qua đây xíu. Ờ, xây lờ. Đây bộ đây thì chị em mình thích thì lên. Bộ này bộ hàng công ty 119.000. Anh cho bên anh Phạm. Bộ này là bộ 119 hàng công ty.
đủ size tới thì em lấy 60 số 2. Bộ này bộ hàng công ty nhé. Xanh đây. Vâng anh Phạm, còn một xanh. Còn một xanh, chị nào lấy xanh này đẹp này. Còn một xanh, ai lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên 49k Thuận Thái. Bộ phía sau của em là 119.000 là hàng công ty nhé. Hàng công ty. Form đẹp lắm. Rồi còn một xanh. Rồi lên luôn dùng mã dương. Xanh dương nhá. Xanh dương luôn dùng 49. Form này dành cho chị em mình đến 60-62 nhé. Chúc lên xanh dương luôn dùng được 2 xanh dương. Được 2 xanh dương giá 49. Xanh cho tâm vỏ nè. Ủa nó 119 chị ơi. Chị ơi, đổi gì đổi sao. Chốt đi rồi đổi sao cho em không bỏ vợ trong đống. Rồi em không biết bỏ cái nào đâu. Giờ đi tìm cái tên của chị rất là lâu. Rồi lên dùng mã xanh dương, được 2 xanh dương. Được 2 xanh dương. Ai lấy xanh dương lên xanh dương. Xanh dương đúng 2 con. Quỳnh Nhi Ngọc Nguyễn. Quỳnh Nhi Nguyễn Ngọc. Rồi lên dùng mã tiếp. Còn tộc này nữa. Đây còn một xanh lá nè. Còn một xanh lá nè. Còn tím nè. Chúc lên tím luôn dùng nguyên nha. Comment lên tím. Ai lấy tím, bắt tím nha. Trời ơi. Lên tím 49k. Form này chị em mình lấy 60-62 mang ok luôn. Xanh dương cho chị Lê Thảo. Còn một xanh lá này đẹp nè. Ai lấy xanh lá lên xanh lá luôn dùng nguyên nha. 49k xanh lá nè. Rồi nè. Chúc lên luôn dùng mã này là mã tím 49 nè. Sai chị em lấy 60. Rồi lên luôn dương mã tím 49. Chị nào lấy tím 49 lên tím 49 nè. Màu tím xám. Tím à. Tím nè. Ủa hồi nãy còn cái quần này size 55 quay đầu nè. 49k nè. Đây này nè. Mua cái con áo, mua con quần này mang phát luôn. Chúc mã quần 49 size L 55-57. Chúc mã quần 49. Comment lên quần 49. Quần 49, còn hai con này hai con đỏ đô. Chúc lên đỏ đô luôn dùng 49k. Lên đỏ đô 49 chúc nguyên. Form này đẹp lắm, phong cánh dơi này đẹp. Chị nào cái thằng này chị em mình càng to mang càng đẹp. Bây giờ người ta làm cái này, người ta nhá lại người ta làm cái nách xuống tới Yến Lưu Kim. Cái gì chị? Tiếng hết rồi, đỏ đô. Người ta làm tới cái nách xuống tới cái này nè. Nhiều khi là mang này, lộ cả áo ngực này. Còn cái này là làm form tay vừa phải như thế này. Lấy đi ăn gì đó, quần hả? Quần. Rồi lên mã đỏ đô luôn dùng 49 được 2 con. Chị nào lấy đỏ đô, comment lên đỏ đô luôn dùng nguyên nhé. 49 được 2 con. Bỏ đô cho Phương Nguyên. Phương Nguyên đi, Phương Nguyên hả chị? Phương Nguyễn ngồi. Xanh lá mình còn không đó. Phương Nguyễn ngồi. Phương Nguyễn ngồi đi. Phương Nguyễn ngồi với lại Phương Nguyễn 4 người, 5 nhiều người mà. Hai Phương Nguyễn đấy. Cái Phương Nguyễn ngồi. Đỏ đô cho Yến Lưu Kim. Hai Phương Nguyễn đều không giấu phải. Một Phương Nguyễn ngồi ấy là đã lên nhà rồi. Còn một Phương Nguyễn 4 người nữa. Rồi lên xanh đen 49. Còn hai. Hai cái xanh đen, chị nào lấy xanh đen lên xanh đen luôn dùng nguyên nè. Xanh đen 49. Cái cọc nó có màu tím không chị? Cho em lên cái cọc nó có màu tím không? Cọc cuối cùng. Lên xanh đen luôn dùng nguyên nè. Một cái xám 49 nè. Xám 49 nè. Đây cái này có màu tím. Xanh đen nè, xám nè 49k nhá. Và đỏ đô. Nha chị nào chưa có cái mã này lên. Xanh đen xám rồi. Minh Phương Lê. Minh Phương Lê bữa nay nhận được hàng chứ chị? Thế chứ vị vị ấy bao nhiêu tuần, bao lâu bị cách ly à? Rồi lên luôn dùng mã thỏ 49k. Thỏ 49, thỏ tím 49 nè. Cô ta chưa lên mã thỏ tím 49k. Thỏ đỏ đô 49 được 2 cái. Em ơi có Thun Nam à? Có chứ. Thun Nam đang sale 55.000 con đấy. 59 mua 2 con còn 55.000 con đấy. Lên mã thỏ tím nè. 49k size 62 đổ về. Còn thỏ tím và thỏ đỏ đô được 2 con thỏ. Ai lấy thỏ lên thỏ dùng nguyên nhé. 2 con thỏ, 1 tím, 1 đỏ đô. Chị nào lấy thỏ lên thỏ luôn dùng nguyên nhé. Xám kìa, xám cho chị Thệ Kim. Xám đây.
Thời kim này thời kim nào đây này? Thời kim 3 người. Thời kim này khác đúng không? À, loại xích xích. Hey. Có chị ơi. Rồi ai lấy thỏ lên thỏ luôn, dùng nguyên được hai con thỏ. Rồi còn màu mã này, màu mã tim này, tim đỏ đô này, tim đen này là hết mã rồi nè. Hết trung thái này. Xanh dương còn một con này. Xanh dương còn một con này. Chị nào lấy xanh dương lên xanh dương 49 xong để em lên cho chị em mình nào, mã áo nam 59 ca coi, nhưng mà còn size 70kg đổ về thôi. Còn bộ áo nam hiện tại cũng còn size 70kg đổ về. Con nó đẹp hàng công ty nha, tí xíu con lên, xong mã nặng lên. Rồi lên luôn những này xanh dương. Riêng riêng cái bản màu, tất cả các mã thun thái thì cái màu màu này nó dài nó mịn nhất. Còn thun thái chị em mình có thể mua về hai là chúng hai cây vải khác nhau nhá. Rồi lên luôn dùng, nhưng mà riêng cái màu này giống như những cái đợt hàng trước thì màu xám nó đẹp nhất. Rồi lên luôn những mã xanh dương, chốt lên xanh dương luôn dùng 49 xanh dương. Ok chị Huệ Kim, chốt mã xanh dương một con này. Rồi chữ đen này, xanh dương chữ đen xong qua mã chuyển qua cho chị em mình mã áo nam. Chốt mã chữ đen, đen chị em mình lấy đen lên đen luôn dùng này. 49 cả con. Rồi ai lấy đen lên đen luôn dùng 49. Chữ đen cho Bin Bi. Bin Bi. Lê Thảo này. Bin Bi Lê Thảo. Bin Bi Lê Thảo. Bin Bi Lê Thảo. Ai lấy đen lên đen dùng nguyên nhá. Còn đen hết. Cái này cái bì của nó bị tục phải kéo coi chứ không để nó lộn đen nó sáng. Rồi nha, qua mã nha. Bin Bi Lê Thảo rồi. Rồi con qua mã áo thông thái nhá. Còn cả màu xám xám này nữa nè chị em mình này. Còn những này con nữa là hết rồi đấy. Okay. Còn này nữa. Màu kia đó chị. Còn mã xám này nữa nè. Chị nào lấy xám lên xám giống như con sau. Còn mã xám như con đằng sau. Rồi nhá, ai lấy xám lên xám. Còn nắp được từng này con áo thùng thái này là hết sần xanh rồi đấy. Cho chị cho em lên cái mã áo nam này nè. Đâu thấy chị Bi Lucky đâu. Em đang còn đấy. Không thấy gì comment nè. Bị ẩn hết. Áo đen cho chị Trương Ngọc Ánh. Áo đen quay này chị bắt cho chị Trương Ngọc Ánh. Đây. Áo nam đây nhưng mà coi xanh này chị. Xanh này 70kg đổ về size XL. 70kg đổ về size XL. Cái này lên trẻ mình, trẻ mình mua một con là 59k con. 59k con, trẻ mình mua từ hai con còn 55k con. Đấy, chị Thanh Hồng mới bảo là nhận cái mã này về đẹp, mới vừa nhận xong. Lên mã áo polo nam nhé. Áo polo nam 59k con. Đồ bộ phía sau chạy chị ơi 119k nhé. 119k. Đây, lên luôn dụng mã áo nam. Áo nam còn mắt ở đâu không chị? Ốc cho em cái mắt phía sau với. Cho em cái mắt phía sau với. Áo nam có hai mã nhé. Mã sọc và mã ô vuông. Mã sọc và mã ô vuông. Đây. Mã sọc và mã ô vuông. Nguyên còn size 70kg đổ về thôi. Con bộ còn size 70kg, size XL với lại CL, hết size 2X nhé. Lên luôn cho chị em mình luôn. Cái này hôm bữa có up lên. Rồi. Kèm size luôn dùng nguyên nhé. Kèm size lên luôn dùng nguyên cho chị em mình thôi. Hai size. Thế thì 65kg đổ về là CL. 70kg đổ về là size XL. Còn hai size. Nguyên nạo 65kg. Từ từ này. Thế là lái CL thôi, 65 cái CL. Form rộng chị ơi. Phương Nguyễn ngồi ý, Phương Nguyễn ngồi ý. Phương Nguyễn ngồi, chị em mình lấy áo nam lên áo nam luôn dựng được đúng hai kiểu nhá. 5 65kg quay đầu ghi đại sứ bóng được. 65kg quay đầu là chị em mình lấy CL. 70kg quay đầu chị em mình lấy XL luôn dùng nguyên còn hai kiểu, kiểu sọc và kiểu ô vuông. Đấy. Form bự chị ơi. 55k nếu chị em mình mua từ hai con. Nhá, qua mã cho em chút gì lên. Trà ơi. Mã quần sọc đùi còn lại sai. Ra đến 2 giờ nhé. Ra ráng đến 2 giờ nhé chị em mình ơi. Chào ơi. Đẹp chưa? CL, CL. SML đa size quần kaki nha.
Rồi tiếp đi, tương tác lên luôn dùng em nhá. Lai ráng đến 2 giờ anh chị em mình ơi. Chà ơi, không lại lấy nữa. Quần nó kiểu của nó là xải hai bên nhẹ nhẹ như thế này nè. Ép cho chị em mình 50-52 độ về. Đẹp chưa? Tranh thủ nha, quần này là quần kaki. Cái này anh còn 1 ri thôi. Nguyên còn 1 ri, hàng này bao luôn cho. Có chị ơi, nắng hai lớp nam có chứ. Không có bao. Cái gì chị Yến Nuki, em đọc em không hiểu nữa. Không hiểu cho lắm. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này nè chị em mình nè. L cho Phạm Đông. Không có XL nha. L cho Phạm Đông. Đã lên giá đâu? Lên luôn cho em 55k con đi. 55k CL. XL không có chị ơi. Không lẽ chừa cho mình con nữa, vừa nãy giờ khá là nhiều. Có rồi, có rồi. 57 ký độ về thôi. CL 57 ký độ về, không có size bự nha. Cho chị áo nắng nam hai lớp xanh thang size 65 size XL, ok. 80 em hết. 51 cho chị Lê Thảo. 51 cho chị Lê Thảo. 51 chị Lê Thảo. Ấy đi Huyền Huyền ơi. Cho Nguyên chị Hương Lương một cái áo nam hai lớp size xanh thang size XL. Hương Lương nhá. 60-62 không? Còn chị ơi, còn chị Tiên Lê ơi. 55k con luôn. Thì nó bị ẩn, có cái là chị đọc được, còn có cái là em đọc được. Hay nhiều chị bị ẩn lắm. Cái chị Thanh Nhàn pha. Thanh Nhàn pha. Thanh Nhàn pha. Còn 50 và 52 đổ về thôi. Còn hai cái mã 55k. Hai cái mã 55. Áo nắng nam là 149k con. Rồi nha, còn hai cái thôi. Tím size S và tím size M 52 quay đầu. Chị nào cao lên 55 nhiều nguyên nhá. Còn hai con giá 55k con. Chị Thanh Nhàn Phan có rồi. Thanh Nhàn Phan có rồi chị nha. Còn hai con quần này. Rồi tiếp. Con này chắc của nó là đuổi lụi giặt. Quần này là quần sung rồi. Có size XL này chị em mình ơi. Rồi lên mã cái tặng gạch luôn dùng đi. Tặng gạch. Yêu XT, chia sẻ, ôi sướng đời là toàn là size XL, còn size XL nha. Con này chắc của nó đuổi lụa, con bét ghi rồi, bét ghi nhá. Cái màu gạch, size 60 đổ về, chắc đuổi lụa nhá. Con này là đuổi lụa, nó mềm. Đuổi lụa nhưng mà màu này trẻ mình không sợ bị mỏng. Thường vì những chất này mà trẻ mình mang màu trắng thì sợ bị mỏng nhá. Nhưng mà con màu gạch này không bị mỏng. Form này form bét ghi nhá. Cái này size XL, size 60 đổ về. Từng này con, lên luôn cho chị em mình mã này là mã tặng 45. Tặng 45 gạch. Không, không có 90kg. Maximum của nam gọi là gọn người ấy, là đến 80kg thôi. Còn không tới 90kg nhé. Lên luôn dù em con này chắc của nó là đuổi lụa form form bét ghi. Trà ơi, đây chị em mình nhìn này. Nhìn này, nhìn này. 45k thôi, chị nào lấy cái này lên chung mã gạch 45. Comment lên gạch 45, con này bao rẻ luôn cho chị em mình luôn có được từng này con size XL. Từng này con size XL, chúc mã 45k luôn dùng nguyên nhé. Minh Kim Phạm. Áo thun nam có 80kg, chốt chị cái à. Áo thun nam mà loại nào 80kg ta. Hết rồi, cho chị Minh Kim Phạm một con này. 45k con này bao rẻ. Cái này chắc của nó là đuổi lụa nhé. Không có size bợ. Cho chị Phương Nguyễn ngồi. Không có size L. Phương Nguyễn ngồi toàn bộ size XL. Cho Vi Châu, Vi Châu. Phương Nguyễn ngồi. Rồi chứ chị. Vi Châu, Vi Châu nè. Vi Châu, Vi Châu. Cho chị Tiền Nguyễn. 45k Tiền Nguyễn. Rồi còn một con. Cho chị, cho cô Liên Kim. Liên Kim, cho cô Liên Kim. Cho cô Liên Kim. Con này dạng giống quần kaki luôn, cái này có con thôi. CS 52kg quay đầu, ai không lấy quần lấy luôn. Ghiền mấy con quần đùi này ghê luôn ý.
Hầu đi tìm không ra, hầu la thế này, hầu đi tìm tìm mít con quần đùi đi sọc ra không thấy chứ phải đâu. Nó lẻ 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 lẻ. Con này đẹp quá. CS 49. Chị nào đấy, ai không lấy chốt cho Hải Nguyên để khách kêu lại đi dành với khách kìa. Nha Lan luôn dùng mã đùi S. Cho chị Yến luôn kia. Bộ Yến 49k. 49k chị nha. 45k mình lấy hết rồi. Còn nhé, còn màu đen. Diễm Nguyễn, em đưa hình đùi quần nam hay em đưa hình quần đùi nam nữ chứ trời, nữ quần u mì nữ đấy, lấy đây chị Diễm, riêng u mì hàng mang sướng mà, chờ này mang u mì hàng bao mát, con này chắc của nó là đùi sướng này. Đây em đi chằng đâu rồi, qua gối này em đi chằng này. Qua gối này em đi chằng này, 39k nát luôn. Xe bắt chắc còn xe 48 cân mà. Được, xe S đây. Em đi chằng còn xem lai không? Nhưng mà chỉ có còn S với M. Đâu ra? Còn có con S với M, xe 52 quay đầu. Gối nè, 39k luôn. Con này chắc của nó là đuổi xước, chị em đi chằng đâu? Sao gì? S với M thôi. FM 52 chị nào cao lên 55 nhá. Chị nào lấy mã 39. Kim Loan M. Kim Loan M. Không, cái này không có 60, 62 chị em hết rồi. Giờ em còn lẻ sai em xem nó luôn. Xoáy không được chạy. M. M. Còn S 50, 52. Chị Kim Chi Hồ Thị ơi, lên số ký đi. Mã 45 em hết rồi. Mã nàng lên chị em 39 cao. Nãy chị em đi chẳng khỏi mã ngố này đúng không? Khắc đi. Khắc liền đi. Phát ngay và luôn đi. Không biết luôn. À đây còn mấy cái bài chip này cho em lên luôn nè. Trà bá nè. Coi lại thử đi. Ngắn quá. Trời ơi. Nó còn 10 thứ trong đó. Kinh hồn. 30.000, 15.000 hết cái đơn, hết 45.000 rồi đấy. 15.000 tiền hồn về nữa. 89.000 chị Sunny ơi, bộ em đang mang 89.000. Polo nam có 2 màu thôi chị ơi. 59 cà con, chị em mình mua từ 2 con còn 55 cà con. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Polo nam thì có chỉ có hai cái họa tiết nè. Cái này còn ít nè. Cái này cũng còn tầm khoảng chục set. Chị nào chưa có thì lên mã này. Lên luôn những mã tặng chip. Con này mang bao sướng luôn. Xe dễ mình 65kg vẫn mang ok. Khách nhà Nguyên kêu là 70kg cũng được đó em. Nhưng mà Nguyên chốt đến 65 thôi. Giảm nhiều lắm. Cái này Nguyên đi nguyên set. Chị em mình thích 5 thì Nguyên sẽ thích 5. Tại vì trong cái này 10 con nhưng mà sẽ có một 1 đến 2 màu lạc. Nên là chị em mình có thể tách 5 nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn. Thế chị em mua 10 con sẽ là giá 119.000 nhá. Chị em mình tách 5 sẽ là 65. Cái này còn tầm khoảng chục set. Này chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Bản lưng này lưng cao như chị em mình nữa. Giãn và thấm hút mồ hôi nhiều. Còn một cái đồng cái lót nè là toàn bộ là may hết, không có dáng nha chị em mình ơi. Nhiều khi là chị em mình mua những cái con quần dáng là may giặt ra vài bữa cái lọt luôn cả tấm lót này luôn, tấm lót kháng khuẩn này nè. Đấy, cái này thì mua lên luôn cho chị em mình. Nguyên một set đằng đây chị em mình 119.000 10 quần. Còn chị em mình đi nguyên sẽ tách 5 vì nó sẽ có hai màu lạc. Một có set 1, có set 2. Đấy, là có set 8 màu, có set là 9 màu đấy. Mua lên luôn cho chị em mình nguyên set này 119.000 một set chip. Cái này còn ít quá nhá. Còn chị em mình tách 5 sẽ là 65.000. Chip nam không nhá. Chip mang sướng lắm rồi, em cảm ơn Vi bé. Chip nam em đang hết rồi. Lên mã chip cho chị Lương cửu 10. Chị Lương cửu 10. Chị Lương cửu 10. Lương cửu 10. 5 thì là sẽ là 65, 10 sẽ là 119.000 nha. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên nhanh luôn. Mình mang tặng chip cho chị Võ Trúc, cho chị Lương cửu rồi nè.
không chip nam chị ơi, cho chị Ngô Ngô Xuân Phượng lên thông tin. Ngô Ngô Xuân Phượng lên thông tin. Ngô Ngô Xuân Phượng có đơn về chưa? Chưa lần, chưa có đơn đúng không chị ơi? Lên địa chỉ luôn trên like luôn giùm em, lên cả số điện thoại và địa chỉ trên like luôn giúp em nhé. Cho chị Tiền Nguyễn, cho chị Tiền Nguyễn. Thế chị Tiền Nguyễn, rồi ai chưa có chip lên chip luôn dùng đi nhé. Thêm một chip cho chị Lương Cửu. Không chọn màu, không chọn màu nhé. Ok chị, em không cho chọn màu nha chị ơi. Ok, cho chị Lương Cửu thêm sách chip. Chip nào mà chị em mình không mua tiếp, vì sao ra nó quá là rẻ. Nguyên chạy chị em mình 119.000 coi như là 12.000 con. Chị em mình đi mua lẻ con này đều cũng gần mà gần sát 30.000 nha. Nên là chị em mình mua cái này rất là lợi, mua cả nguyên chục, xài 5 con, 4 tháng sau xài 5 con khác, đấy như thế là ok rồi nha. Chị bên BZ5 đúng không? Nhà em không cho chọn màu nhé, em bất ngẫu nhiên thôi. Để về chị em mình. Từ từ, em lấy khoác bé mà chị không thấy em. Hả chị? Chị Nguyễn Văn ơi, chị lấy khoác bé loại nào, bao nhiêu ký? À cho em tặng luôn mã khoác bé đi. Bao nhiêu ký? Lên cho em. Rồi ai lấy chip lên chip, chị em mình phải lên số ký chứ, vì là chiếc bé không còn, mỗi xe nhỏ 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 thôi, không còn xe to. Chiếc 119 10 con. 10 con là 119.000 nha chị em mình nhé. 119.000 10 con. Ok nhá, ok chị Ngô Ngô Xuân Phượng. Em còn bao nhiêu con chiếc áo bé này? Ngắn này lên luôn cho em mình 40k nốt luôn. Hàng công ty nha. Hàng công ty giờ nó lẻ tẻ sai thôi, online từng sai nha. Sai sai 2 ký quay đầu. 22 đến 25. Màu hồng, màu xanh ngọc 17 ký. Ngắn hay dài chị ơi? Màu hồng 32 ký. Giờ 32 ký là em không có đâu. Áo chống tụt giờ nguyên không nha. Áo chống tụt nguyên hết rồi. Lên tặng 40k luôn. Không phải hàng xưởng, hàng gia công nha chị em mình. Cái về chị em mình cứ sờ chắc là thứ nhất này. Thứ hai chị em mình xét cái đường kim mũi chỉ mai nó như thế nào. Hàng này là hàng công ty nhé. Size 25 ký này. Thứ còn con thôi. Lên luôn cho chị em mình làm 40k nốt. 40k nốt nha. Từ cái đường kim mũi chỉ, từ cái sọ ngó người ta đều mai rất là sát nét luôn nhá. Lên luôn cho chị em mình cái này 40k. 40k giá sale luôn cho chị em mình luôn, cho nó gọn kho thôi. Chị nào lấy cái này 20, hồng 22 chị em mình chốt nè. Toàn bộ là còn size nhỏ, không có size to nhé. Không có con trai. Chị ơi, chị Nguyễn Văn, chị comment như thế không có hàng. 40 mấy ký em đâu có hàng đâu mà trả lời. 32 ký em không nhé chị Trần Kim Hồng ơi. Em không có. Toàn bộ cái cọc này á là size 22 ký, 25 ký đổ về thôi. Không có size bự nha. Nó thật sự 40k mà không bỏ ra mua cho con thì phí lắm. Tiếp lắm. Nguyên còn xe 22 thôi. Nguyễn Văn có lấy 17 ký không vậy? Mười bảy ký có cái màu xanh này cũng đẹp nè, bé trai mang được con này. 17, 18 ký lấy cái màu này cũng được này. Con trai mang màu này vô tư. 17, 18 ký nó đẹp lắm vậy em mà nói. Trần Kim Hồng 25 ký nè. 25 ký đây. Có lại thì em phải số 8 không chị? Cái này 17, 18 ký xanh còn con. 40 không chị ạ? 40 không rồi, toàn bộ xanh 25 ký đổ về. 25 ký à? Trần Kim Hồng. Rồi ok. Xanh này 18 nè. Thằng 40k nó luôn. Em còn lại đã xanh thôi. Còn giờ sale bự nhất là 25 ký nha chị em mình ơi. Không còn size to hơn. Chị nào ưu thì lên đi. Toàn bộ size bự nhất là 25 ký thôi, không còn size to hơn đâu. Chị nào chưa có thì lên. 25 ký cho Tường Vi kìa. 25 ký à? Lấy số 8. Bên này chị, bên này bóc số 8 bên này cho Tường Vi với lại Vi Châu, Vi Châu. Vi Châu, Vi Châu là khác cái gì đó. Khoác đây. Áo khoác đây, số 8, lấy số 8 giùm em đi. 40k lên luôn cho chị em cho nó gọn. Rồi chị nào chưa có thì lên nhé, 40k. Lớp hồi nãy thấy hai con cái màu hồng vào đây rồi. Cái cặp em vừa cầm đấy.
tiếp lên luôn dùng đi cái này. Bán tặng nó luôn đi. Còn một sinh thai người ta bán tặng nó luôn cái mã hai lớp này luôn đi. Còn lại cả mấy con. Màu hồng với màu xanh ngọc. Xanh ngọc còn không? Trong cặp nó to hơn màu xanh ngọc là mấy ký đó chị? Số mấy? Xanh ngọc số mấy? 6 được. Lấy lên số 6 màu hồng cho chị Nguyễn Văn. Thì nè, thấy cái nào mà sinh thang ở đâu nè. Còn mấy con lên tặng nó đi. Chúc cho chị là chia sẻ xí rồi. Xí 60-62 độ phì. Lên mã 73 luôn. 73k gọn luôn nha. Con Ngọc cũng hết rồi. Được con đi chị à, ấy có rồi. 26 ký là lấy mua số 8 à? Hơi bị chất. Cái này còn cái size L nè, màu hồng. Đây là chị em mình mã 732 lớp. 732 lớp. Sinh hàng còn size 55 quay đầu. 55 quay đầu. Màu hồng còn size 60 quay đầu. Cái này bán tặng trên live thôi, chút cho chị đã chia sẻ. Tặng luôn cho nó gọn kho cái mã này. Cái này cũng không chạy. Không, em hết rồi chị Bi bé ơi. Lên mã 2 lớp luôn dùng nguyên. Trời ơi, 30 nó. Size này dành cho chị em mình 50, quên 60 đổ về là chị em chút đẹp. Bộ lanh nè, bộ lanh em hết rồi. Bộ lanh em hết rồi. Rồi ai chưa có cái mã này lên luôn dùng mã 73. Size là size XL, size chị em để 60 quay đầu. Chắc là không ai bán giá này đâu. Nha gọn luôn, còn size 55kg quay đầu còn một sinh thang. Còn hai màu 55kg quay đầu còn sinh thang, 60kg quay đầu còn hồng. Lên luôn cho dễ mình nó 73.000 luôn cho nó gọn kho. Ai chưa có thì lên giúp Nguyên nhé. Chà, gì đây? Lẽ tẻ cái thứ gì đây? Cái này form này form chính tắc nè. Cái này chị em mình sẽ ép 48 quay đầu. Form chính tắc nha, công sở nhưng mà dạng chính tắc thôi, 48 quay đầu. Còn chị ơi, lên áo lụa 2 lớp 58kg cho chị Phạm Đông. Phạm Đông màu hồng với chị cho xếp XL giùm em cái. Chị Phạm Đông XL hồng giùm em cái. CL cho chị Nguyễn Văn. CL cho chị Nguyễn Văn. Có chị ơi, nhưng mà giờ em không lên nữa nhá. Lỡ chị Nguyễn Văn. Làm chỉ có áo ba lỗ bé chị ơi. Áo phía sau là áo nam á chị hả? Chút lên luôn dùng nguyên cái mã này. Size 55 quay đầu. Áo lỗ XL chứ đâu còn XL đâu. XL màu đen, xanh đen này chị này. Lấy cái này nè chị này. Hồi nãy em lấy cái này nè. Màu hồng là cái này. Đó chị Phạm Đông. Đông có rồi. Rồi CL sinh thang cho chị Nguyễn Văn. Quần lửng chị ơi. Không phải là gió đâu chị Kim Chi Hồ Thị ở xuống nắng. Cho chị Tường Vi cái màu hồng còn hồng nhạt hơn nhé. Tường Vi. Áo nam phía sau là 59k con. 59k. 13. Rồi nha, chị đừng vây cái nữa kìa. Đừng vây cái size XL hồng nhạt hơn nhé. Rồi lên ứng dụng mã công sở 55k luôn. Cái này form của nó là form chính tắc. Size dành cho chị em mình là 48 đổ về, còn con. Kim Chi Hồ Thị cái gì đây? Không biết, sao mà ngốc. Trời, sáng giờ uống không? Cà phê rồi mà ta. Trời ơi, form này form Maggie nhưng mà đẹp lắm. Size 50 quay đầu luôn. Form này hai mình để dành mang luôn. Từ đường kia mũi trẻ cái nàng còn con. Chốt mã caro luôn dùng nguyên nhé, 49k sẽ. Chị tìm mua đi mà size lớn không có luôn. Có. Hết rồi làm gì còn. Chốt mã 49k size S nhé. Chị nào lấy 49 lên 49k luôn dùng nguyên size S.
CS nha. Chứ không phải caro CS. Chị nào lấy caro CS nên caro CS. Liên Hoàng à? Cho chị Liên. Caro đấy. Caro ấy, cái R, chữ R ra dấu hỏi đấy. Caro đấy. Caro này mà chốt có 49 rồi. Kệ em bán giá mua đừng cho nó thả mồi. Em ưng giá mua em bán giá nấy rồi. Bà chặt cho cái giá đó còn bà chị giá. Dạy chặt đi. Thế mà sao XL tới cho lâu rồi. Bà chặt cho nó giá mà. Vậy còn cái mấy cái quần sớ màu hồng đó cho em lên 39 ca tăng màu hồng màu đen còn mấy con là cháu ai chị có chứ. Bán giá bà nhập. Quần sung này vẫn còn xe 52 quay đầu. Quần sung này vẫn còn xe giá mấy người. Hàng này hàng cũng bán 89k 55 59. Quần sung 59k. Trời ơi, ai dè mình đi mua mà con này được giá 89k hơi hiếm rồi. Quần bán 89k vẫn còn này xe 52 quay đầu. Chốt mã quần sung nhá. Sung mà này khó kéo hơn trước. Lên luôn cho em là 59k. 59k rồi cho em xuống cái này cho lên cái mã này nữa thôi là luôn lên luôn dùng nguyên mã xung 59 hàng này hàng đang lên luôn cho chị em là 89k này không bao giờ nó đi đâu xong còn lại em xem 59 giờ rất lại cán lên chị em là 59k nó luôn nha chị nào lấy này xung xây 52 quay đầu chị nào cao 55 lấy xây lờ rồi 52 và chị nào cao lên 55 lên dùng chút mã xung dùng nhé cho chị Phạm Ngọc Hiếu mua giá này hời em đi nhận ra giá này đây Phạm à, không phải Phạm Ngọc Hiếu. Phạm Ngọc Hiếu. Rồi lấy một mã quần nữa là ngưng nha chị em mình ơi. Mã này con được à. Mã này là đúng kiểu là mang như không mang đồ luôn còn từ này con là hết rồi nè. Đúng chắc là mang như không mang đây. Rồi một cái màu ghi. Xe 60 đổ về. Mã quần sung hàng này hàng Quảng Châu này chị em mình. Mã quần sung nhá, hàng Quảng Châu. Hôm nay mới cho chị em mình nó còn từng này con nó hết rồi nè. 39.000 ghi. Nên chị em mình nhìn cái độ rũ của quần. Đúng con này mang như không mang đồ luôn. Con này mới có ba lỗ hồi nãy bán nữa thôi. Thôi rồi. Đấy, chốt lên luôn những mã này mã ghi 39k. Con này hàng Quảng Châu nhá, mang như không mang luôn, vừa nhẹ tưng luôn. Cái này người ta sẽ không may like chị em mình. Cái này cả quần dài, cả quần lỡ, cả quần đùi không may la đó chị em mình để ý luôn dùng đi. Để là chị em mình bảo là nhận hàng về chị em mình là bảo là lỗi. Cái kiểu của nó là như thế này. Để bắt công là em ơi cái này người ta cắt làm lỗi người ta cắt người ta không không đặt like. Không có nhá. Kiểu của nó là như thế này rồi. Nha chốt lên luôn dùng mã ghi 39 đen 39 và hồng 39. Ghi 39. Ghi 39 cho phim chi hồ thị. Phim chi hồ thị. Rồi lên luôn dùng mã này là mã đen 39. Rồi lên đường dương mã này là đen 39, đen 39 có 2. Đen có 2. Đen thôi nhé. Đen ghi cho em đi Trần. Ghi hết rồi. Đen cho em đi Trần. Đen cho Hà Nguyễn giá. Đen cho Hà Nguyễn hết ghi ghi có con chứ. À. Có dài. Chị ngay chỗ cái ghế này có con một ghi vậy này. Ghế chỗ này nè. Có con quần sung nó một ghi. Có. Cho chị em đi Trần luôn. Nè, ai đi Trần đúng không? Rồi còn 39 hồng nữa ra hết. Hết mã, hết màu như chị em mình ơi. Mang cái này chị em mình 60 mang vô tư luôn. Mang nhà tưng như không mang. Cái quần mà quần xó này người ta cũng lên luôn chị em mình. Đều nhất mà giờ. Hết đen rồi. Hết đen rồi. Cũng lên rồi đó à? Cái hàng kích hàng lên rồi à? Không. Hàng về. Hàng cả à? Ông nó ra ngày ông ghé mấy lần thôi. Hồng cho Hà Nguyễn. Không chị ơi, hồng cho chị Hà Nguyễn. Chị Vy Lan Nguyễn Hoàng 55k con. Không có quần dài, cái này không có quần dài. Hàng này hồng Quảng Châu, hàng này mà nhiều.
giờ trẻ mình order người ta cũng bán cho trẻ mình 7, 9, 6, 9 nghìn con, mà phải là order phải chờ chứ không có sẵn, nguyên về sẵn luôn cho trẻ mình luôn nhá. 39k con hồng, con mỗi một mặt. Rồi 39k hồng nữa hết nhá. Rồi ngưng like cho chị em mình ơi. Nó còn đúng mỗi màu này nữa thôi là hết rồi. Nha, chị nào chưa có thì lên. Con này mang sướng. Mang giống như vậy em không mang đồ luôn. Mang giống như là không mang quần luôn nha. Hết. Hồng, em không có quần dài. Rồi lên hồng nữa thôi. Chị nào chưa có hồng lên hồng. Xong ngưng like chị em mình nè. Ủa cái này còn có 2% tinh đời chứ. Còn 52 chị em mình xem like. Sạc nguyên phát thì thôi ngưng like nha chị em mình ơi, chưa like từng đấy được rồi, hơn cả 2 tiếng rồi. À, hẹn chị em mình like tối nhé. Rút cái này đi, cái này chắc đài pin rồi đó, 92% rồi chưa. Ủa thế còn 50 mấy chị em mình coi có cái mã gì bán tặng mã nữa chị. Chị cho quần ấy, áo đi, áo đi, dù cho em mã áo gì bán tặng. Đây này, cho em cái mã áo màu xanh, xanh chuối. Không có tông, không có tông. Rồi lên mã tặng cái mã này nữa. Rồi lên luôn cho trẻ mình này, xây 60 độ về. Mã thun có tông mà trơn. Không có, không có hình cái gì hết nha. Lên luôn dùng nguyên cái mã này, chốt lên luôn dùng mã này mã tặng 20k. Xay 60 đổ về. Còn bộ thun có tông tàu này. Có tông tàu giống như mà trơn. Cái này dễ mình dễ mang. Lên mã 20k con. Còn 3 lỗ liên thun. 3 lỗ còn màu đen và màu vàng thôi. Còn mấy con màu đen màu vàng em kia nữa là hết 3 lỗ rồi. Lên dựng mã 20 xanh nữa là hết nhá. Còn 3 lỗ đây cho em có mấy con này nè. 3 lỗ 33 cho em lên là bứt luôn con. Tặng xanh. Đây nè, xanh đây nè. Xanh 20k. Ba lỗ còn đúng được hả? Mấy con này thôi. Một con màu vàng và mấy con màu đen này thôi. 33.000 tới 60 đổ về. Tới 60 đổ về. Rồi chị nào chưa có 20 xanh lên 20 xanh. Rồi chốt lên. Hả? Mua cân trưởng 2 cái. Đây nè, con Huỳnh. Đấy. Cái chi hai cái chi? Mua cân trưởng 2 cái áo. Cái này 33.000 vàng, 33.000 đen tới 60 đổ về. Rồi nhá, xong nha chị em mình ơi. Đi ngưng like nhá. Ngưng like nha quý vị. Lấy cô đen và vàng liên kim. Cho đen vàng. Ba lỗ đen cho yên lưu kim. Tại gia linh hòa hoa mê ca. Ba lỗ đen liên kim. Ba lỗ đen cho ai vậy? Đen cho Phạm Đông, đen vàng cho Phạm Đông. Hết vàng 20.000. Hết vàng rồi còn đen thôi. Đọc cái đen mới cho chị ấy chị ghi luôn ha. Ba lỗ đen kìa. Ba lỗ đen nó Phạm Đông chị hết vàng. Phạm Đông với ai hồi nãy thì nói đi. Tiếng nó kim cả nữa. Rồi còn một cái đen ba lỗ nữa là hết 33.000 là hết. Rồi muốn ngưng like nha chị em mình ơi, hẹn chị em mình lấy tối nhé. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. Inokin có rồi, ba lỗ cho chị Hồng Thắm. Hết nha. Rồi hẹn chị em mình lại tối nhé.